Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 236, Hy sinh. Hỏa Yến mới chính là phi hùng tướng quân thực sự. Nếu nói rằng những chứng cứ mà tiêu giác vừa trình bày chỉ là giấy trắng mực đen, vẫn khiến người ta còn chút nghi ngờ, thì giờ đây, khi người phụ nữ này tự mình đến chứng thực, mọi việc đã rõ như ban ngày. Hòa Yến kinh ngạc nhìn Hòa Nhị Phu Nhân, nàng chưa từng thấy Hòa Nhị Phu Nhân nói với ngữ khí kịch liệt như vậy, nàng cũng không ngờ rằng sẽ có ngày tự tai mình nghe câu nói mình là con gái của ông ấy. Lúc này, Hòa Nhị Phu Nhân giống như mọi bà mẹ bình thường khác, khàn giọng cầu xin công lý cho con mình. Nhưng, tại sao bà ấy lại có mặt ở đây? Tiêu giác cũng nhìn qua Hòa Nhị Phu Nhân, cau mày hắn từng đồng ý với hòa nhị phu nhân về một giao dịch, bảo vệ hòa tâm ảnh, nhưng cuối cùng hòa nhị phu nhân muốn gì thì cũng không nói với Thúy La. Tiêu giác không biết bằng cách nào hòa nhị phu nhân lại đến được đây, cũng không biết bà ấy muốn làm gì, nhưng khi thấy sắc mặt trắng bệch của hòa nhị phu nhân, hắn lập tức có một dự cảm không lành. Đừng nghe tiện nhân này nói bậy, bè hạ. Hòa như phi vội vàng lên tiếng. Bà ta bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo, nói năng lung tung. Thần phụ không nói bậy hòa nhị phu nhân đột nhiên ho kịch liệt, khóe miệng dần dần chảy ra một vệt máu đen. Hỏa yến trong lòng thắt lại, lạnh cả người, nàng muốn tiến lên, nhưng người phụ nữ kia như không thấy nàng, không để ý vết máu ở khóe môi, lớn tiếng nói. Thần phụ không nói sai, người hòa ra sợ thần phụ tiết lộ chân tướng, ngày ngày cho thần phụ uống thuốc độc, thần phụ biết mình không còn sống được lâu, không muốn chân tướng bị chôn vùi và nữ nhi vô tội phải uổng mạng. Bè hạ, âm thanh của nàng thê thảm, như tiếng rên rỉ của con thú bị thương sắp chết. Người sắp chết lời nói cũng trở nên đáng tin, thần phụ nói, từng câu từng chữ không hề nói dối, nếu có lừa gạt, xin thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, sau khi chết hạ xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời thề độc ác lại bi thảm, càng làm cho người ta rung động là nét mặt thê lương của nàng, khóe miệng hòa nhị phu nhân càng ngày càng tuôn ra nhiều máu, gần như không thể kiểm soát. Lâm song hạc muốn xông ra kiểm tra, nhưng bị lâm mục bên cạnh giữ lại lắc đầu nhẹ nhàng với hắn không cứu được hòa nhị phu nhân kêu lên mời bệ hạ làm chủ cho nữ nhi của thần phụ mời bệ hạ làm chủ cho phi hồng tướng quân nói xong câu đó nàng dường như không còn chống đỡ nổi nữa cả thân thể sụi lơ xuống tiêu giác đứng gần đó vô thức đỡ lấy thân thể nàng hòa nhị phu nhân nhìn về phía tiêu giác trước mắt nàng người thanh niên này là giấc mơ của vô số nữ nhi đại ngụy phong vân tướng quân nàng từng gặp chàng trai này cùng vị hôn thê tại ngọc hoa tự thế nhân truyền rằng tiêu nhị thiếu ra lạnh lùng cao ngạo nhưng khi đối mặt với cô nương mà nói cười ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng nổi hắn khác với hứa chi hằng khác với hòa như phi khác với những người đàn ông lợi dụng lừa gạt bên gối nếu giao hỏa yến cho hắn bản thân nên yên tâm nữ nhi của nàng hòa yến hòa nhị phu nhân mắt ướt đẫm nàng biết hòa yến đứng xa xa nhìn mình đó là con gái của nàng mặc dù hỏa yến đã hoàn toàn trở thành người khác mặc dù trên người hỏa yến không chảy máu của nàng mặc dù hai mẹ con nàng ít có cơ hội gặp nhau như người xa lạ nhưng khi hỏa yến đứng trước nàng gật đầu mỉm cười khách khí gọi nàng hòa nhị phu nhân nàng lập tức nhận ra hỏa yến thích đồ ngọt khi ăn đũa luôn giữ ở giữa gặp món không thích sẽ đẩy đến mép bát nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết nàng tại ngọc hoa tự nhìn thấy cô nương ăn cơm như vậy lập tức hiểu ra giữa mẹ con có lẽ có chút cảm ứng tiêu đô đốc nàng thở dốc một hơi mắt mang hy vọng nhìn người thanh niên trước mặt nàng có phải, có phải nàng là Hòa Yến tiêu Giáp nói nhỏ trong khoảnh khắc lòng hòa nhị phu nhân tràn đầy cảm giác thỏa mãn nàng nói tốt tốt có lẽ trời xanh thấy nữ nhi của nàng quá đáng thương cô độc lớn lên bị lừa gạt, hạ độc, hại chết người đã không còn còn bị lợi dụng đến không còn gì để hòa ra và nhà họ hứa có được danh tiếng tốt đẹp. nàng hận nhiều lắm, hận bao nhiêu thì bất lực bấy nhiêu. Nhiều đêm nàng nhìn thấy giải lụa trắng treo trên sàn nhà, chỉ cần chút nữa là có thể giải thoát, đi địa ngục chuộc tội. Nhưng mỗi khi đến phút cuối cùng, nghĩ đến hòa tâm ảnh, nàng lại sinh lòng trùn bước. Nàng có thể làm gì? Chỉ có thể sống sót như một cái xác không hồn. Nhưng không biết có phải trời xanh thấy nàng đáng thương, nhất định để nàng khi còn sống lại gặp được hòa yến khi nàng thấy hỏa yến trước tiên hiểu rằng hỏa yến muốn báo thù muốn lật đổ hỏa như phi hỏa nhị phu nhân quyết định dù phải hy sinh mạng sống của mình cũng phải giúp hỏa yến đạt được mục tiêu nàng rõ ràng nhất về thân thể mình từ lúc hỏa yến chết chỉ còn sống nhờ chút hơi tàn nàng biết thúy la là người của tiêu giác cũng biết tiêu giác có lẽ biết rõ nhiều chân tướng nàng sẵn sàng dùng mạng mình để làm viên đinh cuối cùng nàng đã uống thuốc độc từ khi Hỏa Yến còn bé đã đào xong chuồng chó để trốn ra ngoài. Hỏa Yến cả đời này có lẽ sẽ không biết, năm đó mỗi sáng nàng leo ra chuồng chó, Hòa Nhị Phu Nhân đều thấy hết. Hỏa Yến nghĩ rằng Hòa Nhị Phu Nhân không để ý đến mình, nhưng thật ra nhiều năm như vậy, bà luôn âm thầm nhìn con gái. Nhìn nàng mang mặt nạ ngồi chơi đùa một mình trong sân, nhìn nàng bị Hòa Đại Phu Nhân gian dậy không thể tiết lộ sự thật, nhìn ánh mắt nàng từ kỳ vọng đến bình thản như nước, nhìn nàng thu hồi tất cả. Bản thân, ban đầu, đóng vai một người khác, vô số lần, hòa nhị phu nhân chẳng chọc ban đêm, nghĩ rằng nếu lúc trước bà không yên lặng nhìn, mà tốt với hỏa yến một chút, lại tốt một chút, để hỏa yến cảm nhận được sự ấm áp, có lẽ hỏa yến đến cuối cùng sẽ nhớ suốt đời, chỉ ít có chút quyến luyến và ấm áp. Chứ không phải chết lạnh lẽo trong nước hồ, cả đời trở thành vật hy sinh cho âm mưu. Đừng nói với nàng, ta biết nàng là ai. Nàng cố gắng mở miệng máu từ môi trào ra từng đợt. Vì sao? Tiêu giác nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt, chỉ cảm thấy như trở lại ngày tiêu phu nhân rời đi, trái tim đau đớn, nhận ra rằng người vĩnh viễn không hy vọng một lần nữa. Hắn từng trải qua cảm giác đau khổ này, không ngờ hôm nay Hỏa Yến cũng phải đi qua con đường đó. Thật tàn nhẫn. Cứ để nàng hận ta. Hỏa nhị phu nhân cười, hoặc có thể là nước mắt. Ban đầu ta đã không làm gì, cứ để nàng hận ta. Trước mặt Thúy La, nàng chưa bao giờ nhắc đến hòa yến chỉ luôn đề cập đến hòa tâm ảnh ngay cả khi làm giao dịch với tiêu giác nàng cũng chỉ quan tâm đến tính mạng của hòa tâm ảnh nàng biết rằng tiêu giác sẽ để ý và ghi nhận những điều này nàng biết rõ tiêu giác trọng tình trọng nghĩa có lẽ trên đời này bây giờ chỉ còn mỗi tiêu giác là thật lòng đối đãi với hòa yến nàng càng bất công với tiêu giác hắn lại càng đau lòng hòa yến trên chiến trường anh dũng vô địch hãn tướng nhưng không hiểu được lòng giả tinh tế của nữ nhân hậu trạch nàng muốn dùng trò siếp này, mưu hại tiêu giác, tính toán hắn sẽ liều mạng tốt với hỏa yến. Đây chính là điều cuối cùng nàng có thể làm cho hỏa yến. Tiêu giác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, ngừng lại một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói. Nàng chưa bao giờ hận ngươi. Hòa nhị phu nhân sững sờ, trong khoảnh khắc, mọi thứ như tĩnh lặng, chỉ còn câu nói của người đàn ông trước mặt vang vọng trong tai nàng. Thân thể nàng không còn sức lực, chỉ có thể di chuyển mắt, Nhìn thoáng qua hình ảnh người mà đời này nàng có lỗi nhất, nhưng ánh mắt nàng đã mờ mịt, không còn thấy rõ người kia, chỉ có thể thấy một thân ảnh mờ ảo, đứng trên quảng trường, thẳng tắp, khí khái hào hùng, đẹp như một bức họa. Đột nhiên nhớ lại lúc trước khi vừa biết mình có thai, Hòa Nguyên Lượng vui mừng mời tiên sinh đến xem. Tiên sinh nhìn bụng dưới của nàng, cao thâm khó lường nói: "Tướng tinh một vị nhất lương, thời gian tương đồng mệnh tất xương, chức quan cao thượng nghi thế thưởng." an trịnh định quốc trấn biên án phu nhân trong bụng là tướng tinh trăm năm khó gặp nếu là nam thai thế tất lên như diều gặp gió nếu là nữ thai gia đình không được an bình hòa nguyên lượng cho người làm nhiều bộ xiêm y cho tiểu nam hài nhưng hòa nhị phu nhân lại có cảm giác rằng trong bụng mình nhất định là một tiểu cô nương trời xuôi đất khiến hòa yến dù là cô nương nhưng cuối cùng đã sống như nam tử trong nhiều năm tại ngọc hoa tự gặp lại lần nữa mẹ con như người lạ nàng chịu đựng sóng lớn trong lòng, hỏi nữ tử trước mặt. Hòa cô nương, ngươi vì sao gọi là hòa yến? Nữ hài tử cười không để ý, thuận miệng đáp. Ai biết được, nữ tử tầm thường nào có tên, yến, này, thiên hạ thái bình, có lẽ cha mẹ ta khi sinh ra đã biết ta đời này tất nhiên phải lên chiến trường bảo vệ một phương bách tính bình an. Hòa nhị phu nhân rốt cục rơi nước mắt, nàng nỉ non nói. Bị hà đảo chi yến yến hề, nhiên hoàng dương nhi bất khả đái nàng chưa bao giờ nghĩ muốn để Hòa Yến lên chiến trường, lập công trạng, nguyện vọng ban đầu của một người mẹ, cũng chỉ là hy vọng nàng có thể trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp, vô ưu vô lo mà thôi. Nhưng nguyện vọng ban đầu này, sớm đã bị rời xa trong vô thức. Nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, nàng nắm chặt nắm đấm rồi buông ra, người phụ nữ thờ hơi cuối cùng, kết thúc một đời như vậy. Tiêu giác trong lòng chấn động, vô ý thức quay đầu tìm kiếm thân ảnh kia, hòa như phi bên cạnh, Hỏa Yến kinh ngạc đứng đó, ánh mắt rơi vào hòa nhị phu nhân trong ngực hắn. Nàng không biết hòa nhị phu nhân và tiêu giác nói gì, âm thanh của họ quá nhỏ, gió quá lớn, nàng chỉ có thể thấy cuối cùng hòa nhị phu nhân dường như nhìn thoáng qua phía nàng. Nàng đang nhìn gì, là nhìn vũ an hầu hòa Yến, hay là nhìn hòa nhị tiểu thư hòa Yến? Thanh làng đã về tới trong tay, nhưng lúc này lòng hòa Yến không vui sướng. Nàng cứ thấy nhìn chầm chầm vào người phụ nữ trong ngực tiêu giác, nàng hận không thể tiến lên ngay bây giờ, nhưng nàng không thể. Nàng không thể bước đi, mọi người đang nhìn chằm chằm, sẽ bị nghi ngờ, nàng bây giờ là Vũ An Hầu Hỏa Yến, không còn liên quan đến hỏa gia, nếu lúc này tiến lên, không biết sẽ đem lại hậu quả gì cho cục diện. Tiêu giác quay đầu lại, nhẹ nhàng đặt thi thể phụ nữ xuống đất, nhìn về phía văn tuyên đế. Hoàng thượng, Hòa Nhị phu nhân dùng tính mạng chứng thực tội khi quân của Hòa Như Phi. Hòa Như Phi mạo hiểm lĩnh công huân, người hòa ra khi quân lộng quyền như vậy đại nghịch bất đảo theo lý nên tiêu diệt mong bệ hạ nghiêm trị tội nhân liên quan tuyệt không nhân nhượng bệ hạ hòa như phi lo lắng nói thần bị oan hoàng thượng hứa chi hằng cũng kêu oan thần cũng bị ép buộc là hòa như phi làm những việc này không liên quan đến thần thần cũng là người bị hại không biết gì cả văn tuyên đế nhướng mày đầu đau nhói trầm giọng nói người đâu dẫn Hòa Như Phi và Hứa Chi Hằng đi. Kê biên tài sản của cả hai Hòa Gia và Hứa. Đây có thể coi là tổng nợ, tứ hoàng tử nhiễm sóc trong lòng hơi động, tiến lên nói. Phụ hoàng, còn về từ tướng. Hắn chưa quên từ tướng, Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi đều không quan trọng bằng từ kính phủ. Tiêu giác đã khó khăn lắm mới tạo ra được cơ hội như vậy, nếu không thể nhờ đó để dung chuyển vị trí của từ tướng, thì sau này muốn có cơ hội tương tự sẽ rất khó khăn sắc mặt từ kính phủ vô cùng khó coi, đến lúc này, hòa như phi không thể giữ được. Nếu hòa nhị phu nhân không ra mặt, còn có thể từ từ tính kế sau này, nhưng hòa nhị phu nhân không chỉ xuất hiện, còn dùng tính mạng để chứng thực, hắn hiểu rõ văn tuyên đế, văn tuyên đế thương hại hòa nhị phu nhân, sẽ chuyển phẫn nộ sang hai hòa gia và hứa gia. Ngay sau đó hắn cũng sẽ gặp tai ương. Bệ hạ, lão thần đối với bệ hạ một lòng trung can, xin bệ hạ minh xét. Từ kính phủ nhìn về phía văn tuyên đế, ánh mắt bình thản. Nếu là trước đây, văn tuyên đế còn cảm thấy mình có chút hùng hổ, nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ tới ba bức thư tiêu hoài cần trình lên, nhìn thấy từ kính phủ làm dáng, liền cảm thấy buồn nôn. Hắn mặt không đổi sắc nói. Nhốt vào đại lao, đợi thẩm tra. Vâng. Tứ hoàng tử trong lòng mừng rỡ. Thái tử có chút bối rối, hắn đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra, nhưng trước mắt, rõ ràng tiêu hoài cần đã có chuẩn bị ngay cả từ kính phủ cũng không ngờ rằng tiêu giác có bao nhiêu chứng cứ trong tay, không ai biết. Đến nước này, chỉ sợ đã chuẩn bị từ lâu. Đã vậy, chẳng bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ tiêu hoài cần dùng hết hát chủ bài, hắn lại nghĩ cách xử lý hậu sự. Nhiễm duyên không nói gì, hòa như phi và hứa chi hằng đều bị mang đi, từ kính phủ không muốn mình cũng như hai người họ bị chật vật, liền sửa lại cổ áo, thản nhiên nói. Lão thần tự đi. Đi ngang qua sở chiêu không xa, từ kính phủ nhìn thoáng qua sở chiêu, sở chiêu đứng trong đám quan văn, gật đầu nhỏ đến mức không thể thấy được, từ kính phủ cảm thấy an tâm một chút. Không thể trông cậy vào nhiễm duyên ngu xuẩn ngoài kia, may mà còn có sở chiêu, sở chiêu tâm tư cẩn thận, lại cùng mình nhiều năm như vậy, có hắn ngoài kia, tình huống cũng không quá tệ. Chỉ là không ngờ rằng, tiêu hoài cần lại mượn hòa như phi để đối phó với mình, ván này, hắn đã xem thường tiêu giác. Về phần các sứ giả ô thác, tiêu giác liếc nhìn họ, nói. Hôm nay tại thiên tinh đài xảy ra chuyện đột ngột, trong mấy ngày tới, các vị sứ giả cứ an tâm ở tại Sóc Kinh. Chờ việc này kết thúc, sẽ tiếp tục dự định sau. Hắn quay sang văn tuyên đế. Hoàng thượng nghĩ sao? Lúc này đầu óc văn tuyên đế đã dối bời, nghe vậy liền vẫy tay nói. Cứ làm theo lời ngươi. Mã ninh bồ biến sắc, nhận ra rằng lần này họ cũng không thể đi được. Tiêu hoài cần thật lợi hại, mọi người đều biết hắn đối đầu với từ kính phủ, lại vẫn nhắm vào hòa như phi để khai đao hôm nay một trận này không chỉ làm hai nhà hòa ra và hứa ra xui xẻo mà còn khiến từ kính phủ ngày sau không biết sẽ ra sao có đôi khi đối thủ đánh cờ chỉ cần một hai quân cờ ở giữa là có thể quyết định từ kính phủ còn đỡ hòa như phi cùng bọn họ chiến ước tiết lộ đừng nói là mở chợ trao đổi chỉ sợ cầu hòa một chuyện cũng gặp khó khăn chắc chờ từ đó ô thác quốc vất vả tranh thủ yêu thế cũng không còn gì khó bảo đảm sau này không thất bại trong gang tấc. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lúc này không phải thời điểm đối đầu trực diện, Mã Ninh bố mỉm cười nói. Đây là tự nhiên, bệ hạ. Tiêu giác tiến lên một bước, hạ thấp giọng nói. Mặc dù hòa nhị phu nhân cũng là người của hòa gia, nhưng hôm nay bà chủ động vạch trần âm mưu của hòa gia, không tiếc lấy mạng để chứng minh công tội bù nhau. Nhìn vào công lao của phi hồng tướng quân từng vượt mọi trông gai, xa trường đẫm máu vì đại nguyện xin bệ hạ cho phép vi thần đem thi thể hòa nhị phu nhân an táng, nhập thổ vi an. Tiêu đô đốc, việc này có thể không ổn. Thái tử cao mày nói. Dù sao, bà ấy cũng hiểu rõ tình hình, cũng phạm tội khi quân, người sao có thể cầu tình cho tội nhân. Bà ấy là thân mẫu của phi hồng tướng quân. Tiêu giáp nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Đến lúc tha người thì nên tha, điện hạ. Thái tử ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Văn tuyên đế đã được nội thị đỡ đứng dậy, nghe vậy nhìn thoáng qua thi thể phụ nữ trên mặt đất đã không còn hơi thở, trong lòng sinh ra một tia chắc ẩn. Một người mẹ vì giải oan cho con gái chết đi, không tiếc hiến mạng sống mình, thật là đáng thương. Huống hồ, người đã chết rồi, thôi, hắn cũng lười so đo. Hắn nói, đồng ý, tiêu giác trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay tại thiên tinh đài, đoạn không nửa phần thoải mái, gắt gao, bắt một chút, còn giúp người ta thấy rõ một chuyện oan khuất từ nhiều năm trước. Ai có thể nghĩ rằng trên chiến trường, người mang mặt nạ phi hồng tướng quân lại không phải là người sau này được kính yêu rộng rãi. Mà người phụ nữ gần như truyền kỳ kia, chết vẫn thê thảm như vậy, cùng tinh lịch của nàng đặt chung một chỗ, thật là châm trọng. Trên mặt đất lộn xộn dài vết máu và binh khí, đế vương cùng các quý nhân rời đi, thiên tinh đài một mảnh hỗn độn. Tiếng gió nghẹn ngào, thổi đến mắt người mỏi mệt, tiêu giác xoay người lại, thấy hỏa yến chậm chạp, từng bước một tiến về thi thể Hòa Nhị phu nhân. Nàng đi rất chậm, như mỗi bước đều hao phí rất nhiều sức lực, sắc mặt không còn chút huyết sắc, như người lạc đường không tìm thấy nhà, sẽ mê man trong sa mạc. Tiêu Giác khẽ gọi, "Hòa Yến." Hòa Yến không có cảm giác, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trên mặt đất, nàng đi đến trước mặt Hòa Nhị phu nhân, tay khẽ run muốn chạm vào tay bà, nhưng vừa khẽ vươn tay, lại rụt về. Người phụ nữ đã nhắm mắt, khóe miệng như cười nhưng lại hàm chứa chút đắng chát. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn gần mẫu thân như vậy, qua những năm đó, nàng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nhìn quá lâu, nếu bị hòa đại phu nhân phát hiện, lại bị gian dậy. Nàng muốn kêu một tiếng mẫu thân, nhưng biết rằng, dù mình có gọi, cũng sẽ không bao giờ có lời đáp lại. Lòng nàng bỗng nhiên đau xót, khí thế hung hăng, gần như làm nàng ngạt thở, hòa yến bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu giác, hòa yến nàng mềm nhũn ngã xuống. Ở đầu kia, Lâm Song Hạc chú ý đến động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới, thấy vết máu ở khóe môi Hỏa Yến, kinh hãi nhảy lên. Hỏa muội muội sao lại thế này? Có phải vừa so kiếm với Hòa Như Phi bị nội thương không? Phải làm sao bây giờ? Tiêu giác ôm ngang Hòa Yến từ dưới đất, nói với hắn. Ngươi theo ta tới. Lại phân phó người bên cạnh. Cẩn thận liệm thi thể Hòa Nhị Phu Nhân, chờ ta trở lại sẽ nói. Lâm Song Hạc lo lắng thương thế của Hỏa Yến, liền không nhiều lời, theo tiêu giác lên xe ngựa. Động tĩnh của họ rơi vào mắt người khác, sở chiêu ngẩn ra, ánh mắt theo bóng lưng tiêu giác đi xa, hắn dường như muốn theo sau, bên tai vang lên. Từ tướng bây giờ xảy ra chuyện, tứ công tử, chúng ta phải nghĩ cách cứu người. Trong khoảnh khắc, cảm xúc trong mắt sở chiêu thu lại, khi nhìn về phía người trước mặt, giọng nói đã mang vẻ lo âu. Lẽ ra nên như vậy bên cạnh bạn đồng sự đâm vào cánh tay yến hạ hỏi yến hạ sao ngươi đứng đó ngẩn người qua thật lâu yến hạ mới lấy lại tinh thần lắc đầu nói không có gì hắn lại nhìn quanh không thấy bóng dáng tiêu giác liền hỏi tiêu hoài cần đâu tiêu hoài cần ở đâu vừa rồi vũ an hầu hộc máu có thể là bị thương khi so kiếm với hòa như phi người kia thành thật trả lời tiêu đô đốc mang vũ an hầu đi rồi Lâm Công Tử cũng đi, chắc là đi trị thương. Nhưng, ta nói phi hồng tướng quân sao lại như thế không ra sao, ngay cả nữ tử mới ra đời cũng không đánh lại, hóa ra căn bản không phải là phi hồng tướng quân thật, hứa. Nữ tử thì sao? Yến Hạ nhìn lên trời, giọng hơi trầm xuống. Phi hồng tướng quân ban đầu cũng chính là một nữ tử mà. Lời này làm bạn đồng sự nghẹn lời, sau nửa ngày mới nói. Cũng phải, kỳ nữ như vậy, nếu còn sống thì tốt, Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, ta chưa từng thấy vị phu nhân của hứa chi hằng trước đây ra sao, nếu gặp qua, bây giờ còn có thể khoe rằng ta đã thấy phi hồng tướng quân. Đúng rồi, Nam Quang. Hắn nhớ ra điều gì, hỏi Yến Hạ. Năm đó người học tại hiền xương quán, không phải cùng phi hồng tướng quân là đồng môn sao. Khi đó, hẳn là chân chính phi hồng tướng quân, nàng là người thế nào, đã là nữ tử, dù mang mặt nạ, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra điều gì khác sao? Không có. Yến Hạ nói. Gì cơ? Hắn nhớ đến thiếu niên từng lén luyện kiếm trong rừng trúc hậu viện vào ban đêm, bất kể gió mưa, kiên trì luyện tập, bền bỉ mà bướng bỉnh. Trước kia cảm thấy chỉ là việc vô ích, bây giờ nghĩ lại, mới thấy mình thiền cận. Một nhóm thiếu niên, không ai phát hiện thân phận của Hòa Đại Công Tử, không phải vì họ sợ ý, mà vì nàng đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về nữ tử. Nàng làm tốt hơn cả nam tử. Yến Hạ trả lời. chương 237, Loạn Cục khi tiêu giác ôm hòa yến quay lại hòa phủ hòa vân sinh và hòa tuy không có ở nhà chỉ có thanh mai ở đó thấy hòa yến với khuôn mặt tái nhợt trong vòng tay tiêu giác thanh mai kinh hãi thốt lên trời ạ à, cô nương sao lại ra nông nỗi này không có gì đâu không có gì đâu lâm song hạc vội trấn an để nàng không lo lắng hôm nay cô nương thi kiếm tại thiên tinh đài chỉ là kiệt sức thôi ngài là ta là đại phu lâm song hạc mỉm cười đến khám bệnh cho cô nương nhà ngươi Tiêu giác ôm hòa yến vào phòng, đặt nàng lên giường. Lâm song hạc không dám chậm trễ, bắt mạch cho hòa yến ngay. Một lát sau, lâm song hạc nói. Hòa muội muội bị ứ động tâm khí, nên mới thổ huyết trong lúc cấp bách. Ta sẽ kê hai bộ thuốc, bảo người nhà nguy sắc cho nàng uống. Nhưng mà, nhưng mà sao? Lâm song hạc thở dài. Đây là tâm bệnh, dùng thuốc chỉ trị phần ngọn chứ không trị tận gốc hòa muội muội rốt cuộc vì chuyện gì mà buồn giàu đến mức thổ huyết. Ta thấy nàng ngày thường không phải là người hay lo nghĩ, sao lại có thể chấp niệm đến mức này. Tiêu giác không nói gì. Hôm nay các ngươi thực sự làm ta lo lắng. Lâm song hạc liếc nhìn hai thanh trường kiếm mà tiêu giác đặt lên bàn. Sao lại động thủ dễ dàng vậy? Chuyện của hòa như phi ta chưa rõ ràng lắm, để ta tìm hiểu kỹ rồi hỏi lại ngươi. Còn chuyện của tư tướng, ngươi có chắc chắn không? Chờ đợi nhiều năm như vậy, tiêu giáp luôn kiên nhẫn không hành động. Lần này nếu động vào từ tướng, tức là chuẩn bị làm thật. Dù là con rết đã chết nhưng vẫn còn cứng, nếu lần này không nắm bắt cơ hội để triệt đề hạ từ tướng, lần sau sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Không cần lo lắng, ánh mắt tiêu giáp lạnh lùng. Ta đã đưa hắn vào, sẽ không để cho hắn ra. Vậy bây giờ làm sao? Lâm song hạc hỏi. Trong cung chắc chắn đang hỗn loạn, hoàng thượng và từ tướng có quan hệ quân thần sâu đậm chúng ta không thể so bì. Ngươi có muốn vào cung không? Nếu để đảng của từ tướng nắm được cơ hội, hoàng thượng mềm lòng thì làm sao? Chờ thêm, tiêu giáp nói. Chờ cái gì? Ánh mắt tiêu giáp dừng trên người Hòa Yến đang nằm trên giường, tiến đến ngồi xuống trước sập. Chờ Hòa Yến tỉnh lại. Trong kinh thành, Hòa Phủ đang bị quan binh vây kín. Hòa Nguyên thịnh mặt mày xanh lét, cố giữ vẻ chấn định nói. Các ngươi thật lớn mật, con ta chính là phi hồng tướng quân do đương kim bệ hạ phong tặng sao dám dương oai ở đây phi hồng tướng quân gì chứ quan binh cầm đầu cười khẩy nói chỉ là một kẻ lừa đảo còn dám nói khoác không biết ngựa muốn làm tướng quân vào lao mà làm động thủ hòa đại phu nhân liều mạng dãy dụa, lo sợ kêu lên các ngươi làm gì vậy dừng tay thả ta ra hòa nguyên thịnh cảm thấy lạnh cả lòng một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Tuy nhiên, hắn vẫn còn chút hy vọng cuối cùng, nhìn về phía quan binh. Đây là ý gì? Hôm nay trên thiên tinh đài, đại công tử nhà ngươi đấu kiếm với người khác, bị lộ tẩy. Một quan binh đang đập bảng hiệu hòa ra nói thêm. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, bệ hạ đã biết hòa ra các ngươi trộm long cháo phượng, phạm tội khi quân. Hòa lão ra đừng mơ màng nữa. Quan binh đá văng cánh cửa lớn, gặp ngay hòa nguyên lượng đang trốn dưới gầm giường, cố gắng chui sâu vào để không bị phát hiện nhưng thân hình hắn khá lớn, dù chui vào cũng lộ ra một phần. Bị kéo ra giữa chừng, hòa nguyên lượng liều mạng cầu xin tha thứ. Quan gia, quan gia tha mạng, ta bị bức ép. Hắn chỉ tay về phía hòa nguyên thịnh. Sao ta lại hại nữ nhi của mình? Nữ nhi của ta, hòa yến, đã từng lên chiến trường, bảo vệ bách tính. Xin nhìn vào công lao của con gái ta mà tha cho ta. Quan binh nhìn người này, cảm thấy thú vị. Trước kia, họ cho rằng nuôi dưỡng được một nữ giả nam trang lên chiến trường như Hòa Yến thì không thể là người đơn giản. Khi thấy Hòa Nhị Phu Nhân tại thiên tinh đài lấy cái chết từ chứng, họ cũng có chút cảm phục. Nhưng giờ đây, nhìn cha ruột của nàng lại hèn nhát như vậy, thật làm người ta khinh thường. Người ta thường nói, hổ phụ không sinh khuyền nữ, nhưng cha con này lại chẳng có chút tương đồng nào. Hòa Nhị Lão Gia Lời này nên để tự mình nói với Hòa Tướng Quân. Hơn nữa, Hòa Đại Công Tử phạm tội không chỉ dừng ở đây. Không chỉ dừng ở đây. Hòa đại phu nhân ngây người. Còn chuyện gì nữa, thông đồng với địch, phản quốc. Quan binh khinh thường nói. Để che giấu thân phận, hòa đại công tử đã tự mình hợp tác bí mật với người ô thác, trận chiến hoa nguyên làm mấy vạn tướng sĩ thành lá chắn sống cho hắn. Tội lớn như vậy, còn muốn được tha mạng, nằm mơ. Đưa đi. Hòa đại phu nhân khóc lóc nói. Không thể nào, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Hòa Nguyên Tịnh thất thần, không nói một lời. Tội thông đồng với địch phản quốc, một khi bị vạch trần, sẽ liên lụy cả cửu tộc. Dù văn tuyên đế có nhân từ đến đâu, cũng khó lòng bỏ qua. Hơn nữa, Hòa Yến hiện giờ, đã chết. Sau khi chân tướng rõ ràng, dù chết, Hòa Yến vẫn có thể giữ được danh tiếng trong sạch. Nhưng Hòa ra, dù có chết, cũng phải mang tiếng xấu muôn đời. Trong sân, chỉ còn tiếng cầu xin tha thứ của Hòa Nguyên lượng vang dội nhưng vô ích bảng hiệu hòa ra sáng trói bị quan binh ném xuống đất, dẫm đến nát vụn. Đối với bách tính đứng xa xa nhìn vào, chỉ trỏ, tin tức lan truyền khiến tiếng xì xào bàn tán trở thành cơn bão bụi. Hòa ra, sụp đổ. Hòa tâm ảnh đang ngồi trong phòng theo một tấm khăn, hứa chi hằng đã sớm đi thiên tinh đài. Không hiểu sao, từ sáng sớm nay, mí mắt của hòa tâm ảnh cứ giật liên tục, cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra. Ngồi đây, trái tim nàng cũng đập. Thình thịch, đến mức không thể tập trung bất cần một chút đầu ngón tay đau nhói nàng cúi đầu nhìn thấy đầu ngón tay mình bị kim đâm chảy máu vết máu nhuộm bẩn khăn tay nàng kinh ngạc nhìn dự cảm bất an trong lòng ngày càng mạnh mẽ đang định đứng dậy liễu nhi từ ngoài chạy vào nước mắt lương tròng kinh hoàng kêu lên đại nãi nái đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì hòa tâm ảnh hỏi nhị phu nhân nhị phu nhân mẹ ta sao rồi Hòa tâm ảnh vội la lên. Nhị phu nhân không thấy đâu. Khăn tay trong tay lập tức rơi xuống đất, hòa tâm ảnh giật mình, không để ý đầu ngón tay đang chảy máu, túm lấy cánh tay liễu nhi, giọng nghẹn ngào. Mẹ ta không thấy là sao? Sao mẹ ta lại không thấy? Ngươi nói rõ ràng, nô tỳ nghe người ta nói, hôm nay phu nhân cũng đi thiên tinh đài, bị đại lão ra bức hại. Phu nhân còn ngay trước mặt hoàng thượng, nói rằng nhị tiểu thư mới thực sự là phi hồng tướng quân bọn quan binh, bọn quan binh đã dẫn người đến. đại nãi nãi, chúng ta phải làm sao bây giờ? hòa tâm ảnh cảm thấy đầu óc trống rỗng, từng câu liễu nhi nói nàng đều hiểu, nhưng sao lại thành ra như vậy, thật khó mà lý giải được. đại bá phụ, sao lại muốn hại mẫu thân? tỷ tỷ ta, sao lại là phi hồng tướng quân? không phải đại ca sao? rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? không ai có thể trả lời hòa tâm ảnh. ngay khi liễu nhi vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Hứa lão phu nhân gầm thét, tiếng vang khắp tiểu viện. Hòa tâm ảnh nhìn ra, thấy quan binh đã bao vây toàn bộ viện, lúc này nàng thực sự hoảng loạn. Đại nái nái. Liễu Nhi sợ hãi nắm lấy tay nàng. Chúng ta nên làm gì đây? Đúng vậy, bọn họ nên làm gì đây? Chuyện xảy ra trên thiên tinh đài, chỉ nửa ngày đã lan truyền khắp sóc kinh. Chuyện lớn như vậy không thể giấu giếm được. Trước đây, trên chiến trường, tướng phi hồng tướng quân vốn là một nữ tử. Khi xuất hiện trước mọi người và tháo mặt nạ xuống, người đó hóa ra là anh trai của cô. Hai huynh muội đã trao đổi thân phận, khiến mọi người không thể tin nổi. Nhưng cuối cùng, hòa ra lại hại chết hòa yến, điều này thật khó tin, và mọi sự khinh thường đều dồn về hòa như phi, trong khi hòa yến nhận được sự đồng cảm. Nếu dân chúng chú ý đến phi hồng tướng quân vì mối quan hệ truyền kỳ, thì trong triều đình, sự kiện từ kính phủ vào tù mới thật sự gây ra sự xáo trộn lớn từ kính phủ một tay che trời trong chiều nhiều năm nhiều quan viên đều do hắn sinh ra khi từ kính phủ gặp nạn rất nhiều người cũng muốn đi theo rơi đài khi từ kính phủ bị bắt những người theo đảng của hắn liền tụ tập lại suy tính cách cứu hắn ra làm sao không thấy sở tứ công tử một quan viên nhìn quanh không thấy bóng dáng sở chiêu sở tứ công tử là người từ tướng tin tưởng nhất ta nghĩ chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh bị tiêu hoài cần hãm hại. Hãy chờ xem sở tứ công tử nói gì. Đã là con rể của tướng gia, sở tứ công tử tự nhiên sẽ dốc hết sức để cứu tướng ra khỏi nguy nan. Mọi người liên tục gật đầu, trước mắt ai cũng không biết tiêu hoài cần còn có chiêu gì. Dù nóng lòng, nhưng không ai muốn ra mặt vào lúc này. Chính vào thời điểm này, sự ích kỷ vì lợi ích cá nhân càng bộc lộ rõ ràng hơn. Sở chiêu vừa mới trở về phủ, sở phu nhân nhìn thấy hắn, khẽ giật mình, hỏi. Tại sao ngươi lại trở về? Sở chiêu mỉm cười. Sao vậy? Từ tướng đá. Đã... Sở phu nhân ngừng lại một chút. Ngươi không đi chuẩn bị gì sao, trở về để làm gì? Sở phu nhân cũng biết chuyện của từ tướng. Dù có ghét sở chiêu đến đâu, nhưng vì liên quan đến sở chiêu, cả thạch tấn bá phủ đã gắn liền với từ tướng. Nếu nhà từ gặp chuyện không hay, thạch tấn bá phủ cũng không thể an toàn mọi người nhìn sở chiêu là con rể hiền của từ kính phủ, từ lâu đã xem toàn bộ nhà sở là người của từ kính phủ. Không có gì đáng chuẩn bị cả. Sở chiêu nhạt giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Phu nhân. Sở chiêu ngắt lời. Thạch tấn bá phủ không sao, phu nhân không cần lo lắng. Sở phu nhân nhìn sở chiêu, ngày càng thấy khó hiểu. Dù sao, từ kính phủ cũng từng là thầy của hắn. Những năm trước, từ kính phủ thường ngầm ám chỉ nhiều lần, Người đến sở ra những văn phòng tứ bảo cho sở chiêu, liệu có phải đơn thuần là quà tặng? Đó chẳng qua là cách để ủng hộ sở chiêu và cảnh cáo bà không được động đến hắn. Đối với sở chiêu, từ kính phủ thực sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Không ngờ lúc này từ kính phủ lại gặp chuyện, nhưng sở chiêu trên mặt không tỏ ra chút lo lắng nào, như thể không hề quan tâm đến sống chết của vị thầy này. Sở phu nhân không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút sợ hãi. Sở chiêu mỉm cười nhìn sở phu nhân một chút, rồi quay người tiếp tục đi về phía trước. Sở phu nhân nhìn theo bóng lưng của hắn, không nhịn được mà cắn răng. Dù sao đi nữa, chỉ mong không liên lụy đến phủ thạch tấn bá là tốt rồi. Vừa vào đến phòng, một hạ nhân bước tới nói. Tứ công tử, cô nương ứng hương có tin tức, thái tử điện hạ đến giờ vẫn chưa hành động, ý tứ công tử là. Không cần lo lắng, sở chiêu nói. Tiêu hoài cần trong tay, còn có chứng cứ trận chiến ở Minh Thủy khi đó, từ tướng sẽ thật sự không thể lật ngược tình thế. Còn việc hôn nhân của công tử với tiểu thư từ thì sao? Khi tường đổ ai cũng đầy, trước khi từ kính phủ gặp chuyện, việc hôn nhân giữa công tử và từ phinh đình khiến bao người ở đại ngụy vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, nếu từ kính phủ thật sự xảy ra chuyện, việc hôn nhân này ai cũng muốn tránh xa, vì lửa giận của đế vương sẽ lan đến tất cả những người có liên quan. Vẫn như cũ, sở chiêu nói người hạ nhân cẩn thận đáp ứng rồi lui ra ngoài. Sở chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiêu giác sẽ hành động vào lúc này, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, mở chợ trao đổi một chuyện quan trọng. Nhưng nếu không có đủ sức mạnh, việc văn tuyên đế đồng ý điều kiện của ô thác là chuyện sớm muộn. Dù cho từ kính phủ có ngăn cản, cũng chỉ là muốn nâng cao giá trị của mình. Lúc này thì khác, trận chiến Hoa Nguyên, trận chiến Minh Thủy của từ kính phủ, chuyện của Hòa Như Phi, chuyện của Hứa Chi Hằng, tất cả đều đè nặng cơn giận của đế vương sẽ hoàn toàn phá hủy giao dịch này. Tuy nhiên, việc hòa như phi đổi thân phận với em họ lại vượt quá dự đoán của hắn. Sở chiêu cũng không ngờ rằng, hòa ra lại cất giấu một bí mật như vậy. Không lạ gì khi hòa như phi sau này âm thầm theo từ kính phủ, nghĩ lại thì hắn cũng biết rằng, dựa vào bản lĩnh của mình, không thể nào đi theo con đường lập công danh như em họ của mình. Hòa Yến, hắn nhớ đến tại thiên tinh đài trên quảng trường, mặc áo đỏ cùng hòa như phi so kiếm, tiêu giác đã sắp xếp, hòa yến hẳn đã biết, nếu không cũng sẽ không phối hợp như vậy. Trong lòng hắn hiện lên một chút buồn bã, hòa yến lại rất tin tưởng tiêu giác. Với sự phối hợp ăn ý của hai người họ, từng bước một, từng chút một, họ đã nhổ tận gốc hòa ra và hứa ra, và sẽ tiếp tục với nhà từ trong tương lai. Trong phòng, bốn phía đều được trang trí bằng vài đỏ hì, cũng là để chuẩn bị cho việc hôn nhân giữa hắn và từ phinh đình sở chiêu tiện tay cầm một dải lụa đỏ đặt lên bàn, lụa đỏ mềm mại, tinh tế như da thịt nữ tử. Hắn nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng buông tay, lụa đỏ bồng bềnh rơi vào lò sưởi đang cháy rực, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, không còn gì sót lại. Trong bóng đêm, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh trở về phủ, thấy Hòa Yến nằm trên giường, cả hai đều kinh hãi. Yến Yến bị sao vậy? Hòa Tuy hỏi. Có chuyện gì xảy ra không? Ban ngày hắn đi làm, không có thời gian trò chuyện với ai nên không biết gì về việc này, còn Hòa Vân Sinh thì ở trong trường học, không nghe thấy gì. Giờ thấy Hòa Yến nhắm mắt nằm đó, cả hai tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn. Không sao, không sao. Lâm Song Hạc đang sắc thuốc trong sân, nghe vậy liền bước ra và nói. Hôm nay trên thiên tinh đài, Hòa muội muội thi đấu kiếm, không may bị thương nhẹ. Hoài Cần đã đưa nàng về và luôn ở bên chăm sóc. Hòa tuy hỏi. Ngài là ai? A, à, Lâm Song Hạc xoa tay. Ta là bạn của Hoài Cẩn, tên là Lâm Song Hạc. Trước đây ta gặp Hòa Muội Muội ở Lương Châu Vệ. Cha và ông ta cũng là ngư y trong cung, ta cũng biết chút y thuật. Lâm Song Hạc. Hòa Vân Sinh khẽ giật mình. Có phải ngài là nữ y danh tiếng, bạch y thánh thủ? Đúng rồi. Lâm Song Hạc cười nói. Nghe nói là đại phu, Hòa Ti mới bớt lo lắng, liền hỏi Lâm Song Hạc. Con gái tôi thật sự không sao chứ? Thật sự không sao. Lâm song hạc cười nói. Chỉ là nàng hơi kiệt sức, thời tiết lại quá lạnh. Ta đã kê vài toa thuốc dưỡng sức, bảo nàng nghỉ ngơi để hồi phục. Hòa tuy nhìn Hòa yến trên giường, thấy nàng thở đều, không có vẻ gì nghiêm trọng, liền gật đầu. Cảm ơn Lâm Đại Phu đã bỏ công sức chăm sóc. Đang nói chuyện, tiêu giác từ bên ngoài bước vào, hòa vân sinh sững sờ. Tiêu đô đốc, sao ngài còn ở đây? Hoài cần không rời đi. Lâm song hạc nhún vai nói là chờ hòa muội muội tỉnh lại việc này có làm chậm trễ công việc của ngươi không hòa tuy hỏi hoài cần ngươi bận rộn ở đây có ta và vân sinh chăm sóc được rồi ngươi không sao tiêu giáp nói ta sẽ đợi nàng tỉnh lại rồi rời đi nghe hắn nói vậy hòa tuy và hòa vân sinh cũng không tiện khuyên thêm lâm song hạc nói thuốc đã gần xong hoài cần lát nữa ngươi nhớ cho hòa muội muội uống không phải đã có thanh mai sao hòa tuy nói lịch sự sao lại phiền Lâm Đại Phu tự mình nấu thuốc, sắc thuốc cũng không phải ai cũng làm được. Lâm Song Hạc cười nói, phương thuốc của ta đặc biệt, người khác sắc thuốc sợ không đạt đủ dược tính, nên để ta tự làm thì tốt hơn. Hơn nữa, ta cũng là bạn của Hòa Muội Muội, không ngại phiền phức. Trước đây ở Lương Châu Vệ, Hòa Muội Muội đã rất quan tâm ta. Như vậy, cảm ơn Lâm Đại Phu. Hòa tuy rất cảm kích, sợ quấy giày Hòa Yến nghỉ ngơi, Hòa Vân Sinh và Hòa tuy ra khỏi phòng. Vừa bước ra, thanh mai chạy tới, nhỏ giọng nói vội Bên ngoài có vị công tử, nói là muốn tìm Tiêu đô đốc Tiêu giác hỏi Ai, là ta Chưa dứt lời, có tiếng người vang lên Nhìn lại, Yến Hạ hùng hồ bước vào À, Yến Nam Quang, ngươi đến đây làm gì Lâm song hạc ngạc nhiên nói Ta đến tìm hắn Yến Hạ nhìn Tiêu giác Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, hỏi đi Yến Hạ nhìn quanh, hòa tuy liền nói ta và Vân Sinh sẽ vào bếp giúp làm bữa tối trước, các người cứ tự nhiên. Nói xong, Hòa tuy kéo Vân Sinh đi, Thanh Mai cũng theo sau. Yến Hạ nhìn Lâm Song Hạc. Sao vậy? Đến cả ta cũng phải tránh sao? Ngươi muốn hỏi về Hòa Như Phi phải không? Tiêu giác lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Yến Hạ nhún mày. Ta đến đây là để hỏi ngươi, có phải ngươi đã sớm biết Hòa Như Phi là nữ? Vì vậy mà năm xưa ở Hiền Sương Quán ngươi mới quan tâm nàng nhiều như vậy lặng lẽ chỉ dẫn nàng kiếm thuật khoan đá khoan đá lâm song hạc ngạc nhiên chuyện hòa như phi là nữ chúng ta đã biết từ lúc ở thiên tinh đài nhưng chỉ dẫn kiếm thuật là sao ta đã bỏ lỡ điều gì chăng tiêu giác không để ý đến lời của lâm song hạc chỉ nói không có ngươi nghĩ ta sẽ tin sao yến hạ giận dữ nói ngươi chắc chắn đã biết nàng là nữ từ lâu tại sao không nói cho ta biết ta là một nam nhân đàng hoàng giờ nghĩ lại đã đi ức hiếp một nữ tử thật đáng xấu hổ nếu biết nàng là nữ ta làm sao có thể suốt ngày tìm nàng gây phiền phức từ lúc biết rõ hòa như phi là nữ yến hạ càng nghĩ càng thấy khó chịu hắn tự xưng là một đại trượng phu thẳng thắn trước đây không ưa hòa như phi chỉ vì cho rằng nàng không có tài cán gì lại cứ khăng khăng theo học tiêu giác nhưng giờ biết chân tướng hắn lại thấy mình như kẻ cố tình gây sự ức hiếp kẻ yếu nghĩ đến tiêu giác cũng thật đáng giận hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, tội gì làm người khác trở nên hèn hạ hiểm ác. Đã nói rồi. Tiêu giác nhíu mày. Ta cũng mới biết chuyện này không lâu. Không lâu là khi nào. Kim lăng, hoa du tiên. Yến hạ sướng sờ. Du hoa tiên tử. Lâm song hạc cũng nhớ lại. Hoài cẩn, ý ngươi là, lần trước chúng ta đi ngang qua kim lăng, hoa du tiên đã nói với ngươi. Nàng chỉ nói người mang mặt nạ năm đó là nữ, ta sinh nhi nên bắt đầu điều tra tiêu giác giấu một phần sự thật nửa thật nửa giả nói không ngờ kết cục lại như vậy nàng tên là hòa yến yến hạ hỏi mấy năm đồng môn nàng luôn dùng tên hòa như phi về sau hứa chi hằng thành thân ta cũng không nhớ ký tên phu nhân của hắn nếu không có hôm nay mẫu thân nàng nói ra chẳng ai biết lâm song Hạc cũng hỏi đúng vậy ta suýt nữa quên hoài cẩn tên này không giống tên của hòa muội muội sao trời ơi lâm song hạc hít sâu một hơi ngươi xem hòa muội muội cũng biết kiếm thuật cũng là nữ giả nam trang cũng có thể lên chiến trường nàng không phải là đồng môn hòa yến chuyển thế chứ chuyển thế gì chứ yến hạ không kiên nhẫn cắt ngang sự tưởng tượng của hắn tuổi tác không khớp mà dù không phải chuyển thế cũng là hiển linh hoặc là báo mộng muốn nàng hỗ trợ báo thù truyền kỳ trong thoại bản không phải đều viết vậy sao nếu không cái này trùng hợp giải thích thế nào hơn nữa đang yên lành hoài cần ngươi làm gì muốn điều tra hòa ra không phải vì báo thù cho nàng chắc chắn không chỉ vì báo thù yến hạ nói hắn nhìn tiêu giác ánh mắt sắc bén hòa như phi chỉ là ngoài nổ ngươi thực sự muốn đối phó là tử tướng nhưng ta rất hiếu kỳ nếu ngươi đối phó tử tướng sao không tung hết chứng cứ ra không sợ tử tướng phá vỡ kế hoạch của ngươi sao ngươi cứ chờ mà xem tiêu giác trả lời không biểu cảm yến hạ hừ một tiếng ta không quan tâm ân oán cá nhân của ngươi cũng không muốn xem ngươi đối phó từ tướng như thế nào. Nhưng ngươi cũng biết, từ tướng là người của thái tử, ngươi động vào từ tướng, thái tử chắc chắn đã hận ngươi, sau này thái tử lên ngôi, ngươi sẽ không được tha. Hay là ngươi định yến nam quang? Không đợi hắn nói xong, Lâm Song Hạc liền ngắt lời. Nói cẩn thận. Yến Hạ ngừng nói, nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác cũng không có biểu hiện gì chấn động vì lời hắn nói. Sau một lúc im lặng, hắn nói, Lâm Song Hạc ngươi nghĩ chui đầu vào đất là có thể không thấy gì sao? Ta cho ngươi biết, chuyện phải đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, tiêu hoài cần, ngươi đã ra tay, từ hôm nay, sóc kinh không còn thời gian thái bình nữa. Lo tốt chuyện của mình trước đi. Hắn nói, cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 238, Quân Thần. Yến Hạ đứng dậy, trời dần tối, Lâm Song Hạc cũng muốn rời đi. Trước khi đi, anh ta dặn dò tiêu giác. Ngươi nhớ cho hòa muội muội uống thuốc sau khi uống, nàng sẽ tỉnh lại không lâu sau đó. Ngày mai ta sẽ ghé lại. Hoài Cẩn, ngươi đừng quá lo lắng. Sau khi tiễn lâm xong hạp, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh mặc dù rất lo lắng cho Hòa Yến, nhưng vì tiêu giác đang bảo vệ trước giường Hòa Yến, họ không thể tiếp cận. Hòa Tuy kéo Hòa Vân Sinh đi, chén thuốc dần nguội, tiêu giác đỡ Hòa Yến dậy, cẩn thận múc một muỗng thuốc đổ vào miệng nàng. Thuốc chảy ra từ khóe miệng Hòa Yến, anh ta đặt chén thuốc xuống, lấy khăn lau sạch thuốc ở mép nàng, lông mày hơi nhíu lại. Sắc mặt hỏa yến vẫn trắng bệch, nàng từ trước đến nay rất lạc quan, luôn cười đùa, dù bị thương nặng cũng có thể chiêu chọc mọi người để họ không lo lắng. Đây là lần đầu tiên thấy nàng có vẻ khó chịu ngay cả trong giấc mơ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc hỏa yến, rồi nhìn chén thuốc sắp nguội trên bàn, dừng lại một lát, quyết định cầm chén thuốc lên lần nữa, cúi đầu uống một ngụm. Trên giường, cô gái nhắm mắt, lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, trông không yếu ớt chút nào. Anh nhìn nàng chăm chú, cơ thể hơi căng thẳng, đấu tranh một lát rồi cuối cùng cúi người, đặt môi mình lên môi nàng. Thuốc đã không còn nóng, ấm vừa phải, sau khi đút xong bát thuốc, tai anh đã đỏ lên. Anh nhẹ nhàng thở ra, ngồi thẳng dậy, đắp chăn kín cho hỏa yến. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này sẽ làm mất danh dự của mình, anh luôn hành động theo cảm xúc. Chỉ khi đối diện với cô gái này, anh mới lo lắng anh luôn sợ nàng sẽ có cảm xúc mâu thuẫn, Tiêu Giác mang chén thuốc ra ngoài, vừa bước ra cửa đã thấy dưới mái hiên của viện đối diện, một thiếu niên đang ngồi xổm, dùng cành cây vẽ lên tuyết. Đó là Hòa Vân Sinh, khi thấy Tiêu Giác ra ngoài, mắt Hòa Vân Sinh sáng lên. Tiêu Giác đặt chén thuốc trong bếp, khi quay lại, Hòa Vân Sinh đã đứng trước phòng Hòa Yến, nhìn Tiêu Giác, muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Tiêu Giác đóng cửa phòng Hòa Yến cẩn thận, tránh gió lùa vào, rồi nhìn Hòa Vân Sinh ngươi có chuyện muốn nói với ta. Hòa vân sinh nuốt nước miếng. Trước đây, hắn cực kỳ ngưỡng mộ tiêu giác. Có lẽ trong kinh thành không thiếu thiếu niên cũng giống hắn. Nhưng điều đó đã thay đổi kể từ ngày Hòa Yến thay hắn chịu tội sát hại phạm thành tại sông Xuân Lai, một mình dẫn dắt truy binh đi. Hòa vân sinh chợt nhận ra rằng chỉ ngưỡng mộ người khác là vô ích. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ, hắn mới có thể bảo vệ Hòa Yến, Hòa Tuy và những người mình muốn bảo vệ. Thay vì đặt ánh mắt ngưỡng mộ vào người khác, hắn nên dành thời gian để cải thiện bản thân sau đó hỏa yến trở về trở thành vũ an hầu và mang theo vị hôn phu của mình và vị hôn phu này lại chính là tiêu giác hòa vân sinh thật ra không có ác cảm gì với tiêu giác sự kháng cự mà hắn thể hiện ra chỉ là do lo lắng cho hỏa yến hỏa yến từng suýt mất mạng vì phạm thành ai biết tiêu giác có phải là một phạm thành khác không không ai có thể nói chắc điều đó nhưng hôm nay hắn đã thấy khi hỏa yến ngất xỉu tiêu giác canh giữ bên giường, chăm sóc nàng, không rời nửa bước. Hắn nghĩ, tiêu giác chắc chắn yêu tỷ tỷ của mình, và tình yêu đó sâu hơn những gì hắn và hòa tuy tưởng tượng. Tiêu đồ đốc, thiếu niên lo lắng nhưng kiên quyết hỏi. Người sẽ mãi mãi tốt với hòa yến như thế này chứ? Tiêu giác hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rồi bình tĩnh trả lời. Sẽ, tỷ tỷ của ta, nàng khác hẳn với những nữ tử khác. Hòa vân sinh nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói nàng muốn làm gì không ai ngăn cản được nàng không muốn làm gì không ai ép buộc được nhưng nàng là người tốt ngươi không nên làm tổn thương nàng hòa vân sinh nói nếu ngươi làm tổn thương nàng ta thiếu niên trầm giọng dù phải trả giá thế nào ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho nàng tiêu giáp nhìn hắn sau một lúc lâu cười có thể rồi nói thêm nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đó hòa vân sinh cũng cười đây là cuộc đối thoại giữa hai nam nhân chúng ta đừng nói cho Hòa Yến biết khi nàng tỉnh lại. Tiêu giác nhìn tuyết động trên mặt đất, trong viện vẫn còn lớp tuyết mỏng chưa được quét sạch, rồi hỏi Hòa Vân Sinh. Ngươi rất quan tâm đến Hòa Yến. Thiếu niên theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi lời đến khóe miệng, lại thở dài. Nàng là tỷ tỷ của ta. Là tỷ tỷ, dù từ nhỏ đến lớn, nàng luôn bắt nạt, mắng hắn, cướp bánh ngọt yêu thích của hắn, và thường mách với Hòa Tuy. Nhưng nàng cũng luôn bảo vệ hắn trong im lặng, trên đời này, ngoài hòa tuy họ là người thân nhất của nhau hắn làm sao có thể không quan tâm rất tốt thanh niên nói nhẹ nhàng sau này ngươi cũng phải quan tâm đến nàng như vậy tất nhiên ta sẽ luôn quan tâm đến nàng hòa vân sinh nói không kiềm được nhìn thanh niên bên cạnh chẳng hiểu sao lo lắng trước đó đột nhiên tan biến tiêu giác không giống phạm thành hòa yến có một giấc mơ rất dài trong mơ nàng trở lại thời còn bé mang mặt nạ lúc đó nàng chưa đi học ở hiền xương quán, chỉ biết lẻn ra ngoài từ chuồng chó, rồi lẩn trốn trong phủ. Một buổi sáng, khi từ núi Đông Hoàng trở về với đám hòa thượng gánh nước, nàng vô ý đụng phải một người trong phủ. Người này mặc váy rất đẹp, giống như hoa xuân, hương thơm dễ chịu. Giọng nàng cũng mềm mại, mang theo vài phần ý cười. Một đôi tay kéo nàng từ dưới đất lên, người phụ nữ đó có lông mày giống nàng vài phần, ánh mắt rất dịu dàng. Bà kéo nàng đứng bên cạnh, che khuất thân hình nàng sau khi đám hạ nhân rời đi bà nhẹ nhàng vỗ tay hỏa yến khẽ nói không sao cẩn thận một chút hỏa yến mang mặt nạ người đối diện không thấy mặt nàng nhưng nàng nghĩ lúc đó khuôn mặt dưới mặt nạ chắc chắn ngốc nghếch tràn đầy khát khao được gần gũi người phụ nữ quay đi hỏa yến theo sau muốn gọi một tiếng mẹ nhưng không hiểu sao dù khoảng cách rất gần nàng không thể theo kịp người phụ nữ càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt nàng. Hỏa yến ngã nhào trên đất, lòng đau đớn và ủy khuất, không kìm được. Hoa! Một tiếng khóc lớn. Hỏa yến! Bên tai như có ai gọi tên nàng. Hỏa yến mở mắt, thấy ánh mắt lo lắng của tiêu giác. Nàng cảm thấy mặt lạnh, vô thức đưa tay sờ, tất cả đều là nước mắt. Trong khoảnh khắc, nàng hiểu ra tất cả. Mọi chuyện tại thiên tinh đài hiện rõ trong đầu nàng. Nàng nhắm mắt lại, đau đớn không thể tránh trào dâng như sóng biển mẹ ta nàng vừa nói ra một chữ nước mắt nàng trào ra Hòa yến từng nghĩ rằng dù có danh nghĩa mẹ con nàng và hòa nhị phu nhân không có tình cảm mẹ con những năm khát khao sự quan tâm của mẹ hòa nhị phu nhân luôn thiếu sót không nói đến oán hận nhưng vẫn có một chút trách móc dù đã tai sinh nàng vẫn không biết đối mặt với hòa nhị phu nhân ra sao giờ đây cơ hội đó đã không còn bệ hạ đã đồng ý cho ta an táng hòa nhị phu nhân. Tiêu giáp nói khẽ. Hòa yến. Hắn không biết nói gì để an ủi nàng. Đừng kìm nén, muốn khóc thì khóc đi. Thúy La đã đến đây, kể lại tình hình thực tế. Hòa nhị phu nhân đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, hòa như phi không đầu độc bà, độc dược là do bà tự giữ. Hòa nhị phu nhân đã định trước sẽ chết, với thân thể yếu đuối của bà, không sống lâu được. Bà và Thúy là muốn lấy tín vật của thiên tinh đài, nhân lúc hòa gia không chú ý, bò ra từ chuồng chó hỏa yến đã đào, một đường đuổi đến thiên tinh đài, để dùng tính mạng mình làm bằng chứng cuối cùng cho hỏa yến. Cái gọi là giao dịch với tiêu giác, chính là bà muốn giữ lại một lá bùa bảo mệnh cuối cùng cho hòa tâm ảnh, cũng là để sắp xếp đường lui cho hỏa yến. Những thủ đoạn tính toán lòng người của người phụ nữ trong hậu cung, tiêu giác chưa bao giờ quan tâm, nhưng thủ đoạn của hòa nhị phu nhân cũng không quá cao siêu. Bà muốn tạo ra ảo giác rằng mình bất công với hỏa yến, nhưng lại không ngừng quan tâm đến nàng. Cuối cùng, bà không tiếc hy sinh tính mạng để giải oan cho Hòa Yến. Một người mẹ nếu không yêu thương con gái, chắc chắn sẽ không làm đến bước này. Nhưng nếu đây là nguyện vọng cuối cùng của bà, hắn sẵn sàng phối hợp để bà đạt được sự thỏa mãn nhỏ bé đó. Hòa nhị phu nhân cả đời không thể tự mình quyết định vận mệnh, nhưng bà có thể quyết định cái chết của mình, dùng cái chết để mở đường tương lai cho hai con gái, dù bà không thể thấy được. Hòa Yến nức nở, tiêu giác, ta không có mẹ. Sau này, ta không có mẹ. Từ, mẹ. Dù không xuất hiện nhiều trong cuộc đời nàng, nhưng chỉ cần có mẹ, nàng vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng giờ hòa nhị phu nhân đã ra đi, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Tình mẹ con chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Ông trời tàn nhẫn không cho nàng cơ hội này, khiến nàng hối hận vô cùng vì lần trước ở Ngọc Hoa tự không nói nhiều với hòa nhị phu nhân vài câu. Tiêu giác cuộc mắt nhìn nàng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn biết rõ giờ khắc này Hòa Yến đang rất đau khổ, vì hắn đã từng trải qua điều đó. Nếu là đau khổ về thể xác, hắn có thể chịu thay Hòa Yến, nhưng nỗi đau mất người thân này, không ai có thể thay nàng gánh chịu. "Lúc cuối cùng, nàng đã nói gì với ngươi?" Hòa Yến hỏi, khi đó chỉ có Tiêu Giác ở bên Hòa Nhị phu nhân, không ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ. Nàng không biết Hòa Nhị phu nhân đã nói gì lúc lâm chung, nhưng có một câu nào là dành cho nàng không? nàng nói tiêu giác dừng lại chậm rãi nói bị hà đảo chi yến yến hề nhiên hoàng dương nhi bất khả đái nàng yêu ngươi hy vọng ngươi sống tốt nhất trong phòng vang lên tiếng khóc ròng của hỏa yến không biết đã qua bao lâu trong phòng dần trở nên yên tĩnh hỏa yến lau khô nước mắt giọng nói cố giữ bình tĩnh tiêu giác hoàng thượng đã kê biên tài sản của hòa ra và hứa ra vậy muội muội ta hòa tâm ảnh thì sao nàng không liên quan đến việc này nếu như ta sẽ nói rõ việc này với hoàng thượng, không cần lo lắng. Tiểu giác im lặng một chút, đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói. Hòa Yến, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Trong cung, trong điện của Lan Quý Phi, tứ hoàng tử nhìn chăm chú vào ngọn nến đang cháy, ngẩn ngơ. Ngươi đến chỗ ta chỉ để ngẩn ngơ sao? Một câu nói của Lan Quý Phi kéo nhiễm sóc trở về thực tại. Nhiễm sóc lấy lại tinh thần, nói. Mẫu Phi, ta chỉ đang nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm nay trên thiên tinh đài chuyện hôm nay đã gây chấn động toàn bộ đại ngụy đều bàng hoàng ai có thể ngờ rằng phi hồng tướng quân lại là một nữ tử nhiễm sóc nói vẫn không thể tin hóa ra nữ tử cũng có thể ra chiến trường cũng có thể làm đại tướng quân ngươi đừng coi thường nữ tử lan quý phi cười bưng chén trà trước mặt giọng nhẹ nhàng các ngươi nam tử chém giết trên chiến trường nữ tử chém giết trong hậu cung ai cũng không kém phần khổ sở. Trong thiên hạ, điều nam tử có thể làm, nữ tử cũng có thể làm. Chỉ là ít người dám đứng đầu, nghiễm sóc, nhớ kỹ, nếu ngươi coi thường nữ tử, sau này sẽ thiệt thòi lớn. Nhiễm sóc cung kính nói. Nhi thần nhớ kỹ. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục. Nhưng phi hồng tướng quân, hòa nhị tiểu thư, cuối cùng cũng bị chính người nhà hợp mưu hại chết. Hòa gia thật sự quá tàn nhẫn, ngay cả nữ nhi của mình cũng ra tay, Lan Quý Phi cười nhẹ. Không phải không đến, thời điểm chưa tới. Hòa ra gieo nhân nào, bây giờ gạt quả ấy. Cũng đúng. Nhiễm sóc gật đầu. Lần này phụ hoàng kê biên tài sản của Hòa và hứa ra, chứng cứ vô cùng xác thực, Hòa ra không thể nào thoát được. Cũng xem như là chút an ủi cho Hòa tướng quân thật sự dưới cửa tuyển. Lan Quý Phi nhìn hắn, cười mà không nói. Mẫu Phi, người nghĩ nhi thần nên làm gì? Về chuyện của từ tướng, người nghĩ sao? Lan Quý phi hỏi, Nhiễm Sóc khẽ giật mình. Bây giờ Tiêu Hoài Cẩn và Từ Tướng đã hoàn toàn không nể mặt nhau. Tiêu Hoài Cẩn tất nhiên sẽ đưa Từ Tướng vào ngục, không bỏ qua cơ hội này. Ta nghĩ hắn còn có chứng cứ khác trong tay, Nhi Thần cũng nghĩ vậy. Nhiễm Sóc trả lời, chỉ là, chỉ là gì, phụ hoàng đối với Từ Tướng e rằng sẽ không ra tay độc ác. Phụ hoàng ngươi là người luyến cựu. Lan Quý phi nhìn xa xăm. Lúc trước khi hoàng thượng mới đăng cơ chính từ tướng đã giúp hắn ngồi vững trên ngai vàng đối với từ tướng tự nhiên tồn một phần ân tình quân thần mà người khác không có nhưng phụ hoàng ngươi đã già nhiễm sóc nhìn người phụ nữ trước mặt một vị vua già sẽ tính toán cho tương lai dù phụ hoàng ngươi có tình cảm đến đâu cũng sẽ không hy vọng đại ngụy giang sơn hủy trong tay hắn dù là vì thái tử hay người kế vị trong tương lai hoàng thượng nhất định sẽ trừng trị từ tướng nhiễm sóc nếu ngươi muốn tranh hãy tranh với tiêu hoài cẩn. Lời nói là phương pháp trị người, như cách dùng binh, công tâm là thượng sách. Tiêu hoài cẩn đang kêu oan cho cha hắn, nếu ngươi vào lúc này giúp đỡ, sẽ như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Nhiễm sóc trầm ngâm một lúc, nói. Mẫu phi, nhi thần hiểu rồi, ngươi và phụ hoàng ngươi đều nhân tử. Lan quý phi ôn hòa nhìn hắn. Ta biết ngươi không thích quyền mưu lòng người, nhưng nhiễm sóc, nếu muốn làm vua, ngươi phải học cách trị thần. Điều đó không phải không tốt, người đã sinh ra trong hoàng cung, muốn chọn vận mệnh của mình, nhất định phải như thế. Trên đời không có chuyện gì vẹn toàn, ngươi xem phụ hoàng ngươi, cả đời sống tiêu sái, đến giờ không phải cũng bị trói buộc sao. Nhiễm sóc im lặng, nến chảy đầy bàn như những giọt nước mắt đỏ, đại điện yên tĩnh, chỉ có hương thơm từ tay áo nữ tử, lan tỏa một tầng không khí trống trải và lạnh lẽo. Tiêu giác vào cung lúc nửa đêm khi nội thị tuyên hắn vào ngự thư phòng văn tuyên đế còn chưa ngủ trên bàn bày biện các tố trương và hồ sơ vụ án bừa bộn khắp nơi nhưng hắn cũng không có tâm trí để nhìn hắn không phải một vị vua chăm lo chính sự có lẽ trong hai năm đầu mới đăng cơ hắn còn thử nhưng càng về sau hắn bỏ cuộc trên đời có những đế vương chăm lo quản lý và cũng có những vua tầm thường vô vi văn tuyên đế cả đời cảm thấy là một vua bình thường cũng không tồi hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị chờ thời điểm thích hợp chuyển ngôi cho con trai mình như vậy là đủ hắn thực sự đã sống như vậy hơn nửa đời đôi khi văn tuyên đế còn cảm thấy rất đẹp hắn không giống cha mình luôn bận rộn cũng không giống thái thượng hoàng ngự giá thân trinh bốn phương hắn sống nhẹ nhàng hơn họ và cũng sống lâu hơn họ đại ngụy không phải cũng tốt sao chỉ cần giỏi dùng người võ tướng bảo vệ quốc thổ văn thần chỉ triều sự cũng là thái bình thịnh thế đến hôm nay hắn nghĩ chân tướng đã bị lật đổ hoàn toàn, văn tuyên đế ngồi đó, bỗng nhận ra rằng, những năm qua, hắn thực sự không làm tốt vai trò của một đế vương. Hắn vốn không phải là người có tài làm đế vương, nếu không sinh ra trong hoàng gia, hắn chỉ muốn làm một vương gia nhàn rỗi, con cái của quan lại bình thường, hoặc thậm chí là con trai của một thương nhân giàu có, không có chí hướng lớn, cũng không có khả năng gì đặc biệt, chỉ cần làm thơ, vẽ tranh, hưởng thụ niềm vui của nhân gian là đủ chứ không phải như bây giờ, ngồi ở vị trí này, mỗi hành động đều ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng chục triệu người, nếu làm không tốt, sẽ có người ở phía sau trời rùa hắn, làm tốt, người khác cũng cho rằng đó là trách nhiệm của hắn. Một vị đế vương khát vọng tự do là điều tối kỵ trong hoàng gia. Hắn giấu tâm tư của mình rất sâu, nhưng hóa ra ai cũng nhìn thấy. Tiêu giác bước vào, văn tuyên đế nhìn chàng thanh niên trước mặt. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tiêu trọng vũ mang tiêu giác đến trước mặt hắn, khi đó tiêu giác chỉ là một thiếu niên rất đẹp đẹp đến mức làm các hoàng tử khác bị lu mờ thần sắc kiêu ngạo lại mang theo chút thờ ơ hoàn toàn khác biệt với người anh trai ôn hòa lịch sự của mình khi đó văn tuyên đế còn nghĩ tiêu trọng vũ một người võ phô lại có hai đứa con trai xuất chúng thật khiến người ta đố kỵ không ngờ chỉ chớp mắt tiêu giác đã trưởng thành thế này sự ngây thơ của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất ánh mắt của hắn giờ đây bình tĩnh cung kính nhưng lại có phần lạnh lùng. Hắn chợt nhớ đến tiêu trọng vũ. Thật ra bây giờ nhìn, ngươi và phụ thân ngươi vẫn có một ít điểm giống nhau. Văn tuyên đế nói, hắn luôn nghĩ tiêu giác lớn lên giống phu nhân tiêu, với khuôn mặt dạng dỡ, nhưng thật ra sự sắc bén và tỉnh táo của hắn đều đến từ cha mình. Bệ hạ còn nhớ rõ cha thần không? Tiêu giác bình tĩnh hỏi, văn tuyên đế khẽ giật mình, hắn tưởng rằng thời gian lâu rồi, ký ức sẽ mờ nhạt, nhưng khi nhớ lại, hình dáng của tiêu trọng vũ lại rõ ràng như thế. Người đàn ông cao lớn luôn mặc giáp vàng, đeo kiếm ấy, khác biệt hẳn với vẻ nho nhã của các quan văn trong chiều, giống như gió Tây Bắc, lạnh thấu xương, tự do, mang theo sự phóng khoáng, khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ. Văn tuyên đế cũng hâm mộ. Nhưng cuối cùng tiêu trọng vũ chết rồi, tiêu ra suýt chút nữa sụp đổ, nếu không phải người trẻ tuổi này mang theo ba ngàn binh mã đến quốc thành, có lẽ bây giờ đại ngụy đã không còn tiêu ra hắn nhìn về phía tiêu giác khi đó người có hận chấm không thần không dám văn tuyên đế cười trầm thấp không dám tức là đã từng trong thiên hạ chỉ có người trước mặt này mới dám nói thẳng như vậy trước mặt hắn nhưng hắn không cảm thấy tức giận có lẽ vì đã nhiều năm rồi không ai dám nói thật trước mặt hắn hoàng thượng tiêu giác nói thần khẩn cầu hoàng thượng tha cho phu nhân của hàn lâm học sĩ hứa chi hằng hòa tâm ảnh hòa tâm ảnh Trước đây, Hòa Nhị Tiểu Thư, người thật sự là phi hồng tướng quân, là chị em ruột cùng mẹ sinh ra với Hòa Tâm Ảnh. Tiêu Giáp nói, sau khi Hòa Nhị Tiểu Thư bị âm mưu chết chìm trong hồ nước, Hòa Gia đã gả Hòa Tâm Ảnh, em gái của Hòa Nhị Tiểu Thư, cho hứa chi hằng làm vợ kế. Hòa Nhị Phu Nhân đã chết, hứa Phu Nhân hiện là người thân duy nhất còn sống của phi hồng tướng quân. Hơn nữa, thần nghe rằng hứa Phu Nhân hoàn toàn không biết gì về việc trao đổi thân phận giữa phi hồng tướng quân và Hòa Như Phi. Bệ hạ nhân từ, xin hãy nể tình phi hồng tướng quân đã qua đời, đối xử tốt với hòa tâm ảnh, giữ lại tính mạng cho nàng. Phi hồng tướng quân, văn tuyên đế lầm bẩm hôm nay, tất cả những gì thiên tinh đài có được đều là nhờ phi hồng tướng quân. Nhưng hắn thật không ngờ, người mình đã phong làm phi hồng trước đây lại là một nữ nhân. Khi đó hòa như phi tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, văn tuyên đế còn nghi ngờ hỏi trên mặt hắn có vết bớt, hình dáng xấu xí có phải giả không? Bây giờ nhìn lại, từ đó hòa gia đã bắt đầu một âm mưu lừa gạt thế nhân. Nếu hòa nhị tiểu thư còn sống, văn tuyên đế có lẽ sẽ còn chỉ tội nàng, dù sao nàng cũng tham gia vào việc khi quân. Nhưng hòa nhị tiểu thư đã chết, và chết thảm như vậy, người chết như đèn tắt, những chỗ không tốt trước kia không còn ai nhớ, với người đã chết, mọi người luôn rộng lượng, cảm thấy nàng không có chỗ nào không tốt. Thôi, giữ lại mạng cho nàng. Văn tuyên đế thở dài dù sao phi hồng tướng quân cũng từng vì đại ngụy mà xông pha chiến đấu đã bình định loạn tây khương thần thay mặt phi hồng tướng quân tạ ơn bệ hạ thánh ân văn tuyên đế nhìn tiêu giác cười nói nghe nói ngươi cùng phi hồng tướng quân từng là đồng môn bây giờ lại vì nàng mà buôn ba xem ra ngươi là người nhớ tình bạn cũ phi hồng tướng quân dưới suối vàng biết được chắc cũng sẽ an ủi tiêu giác không nói gì văn tuyên đế phất tay ngươi lui xuống đi người trẻ tuổi hành lễ vừa xoay người muốn rời đi, văn tuyên đế lại gọi hắn lại. Giọng đế vương chứa đầy sự mệt mỏi. Nhiều năm như vậy, chấm hậu đái từ tướng, tại sao từ tướng vẫn sinh ra ý phản bội? Nội thị cúi đầu, không dám nói gì. Một lát sau, người trẻ tuổi kia mới nhàn nhạt mở miệng. Sùng ái quá mức sẽ sinh kiêu ngạo, ân huệ nhiều sẽ thành oán hận. Có lẽ, bệ hà đã quá hậu đái hắn. chương 239, song sinh. Trong căn ngục ẩm ướt, trên mặt đất đầy vết máu và vết bẩn, hòa tâm ảnh ôm đầu gối ngồi co do ở góc khuất. Nhìn thấy con trùng đen bò qua đám cỏ khô, nàng không thể kiềm được mà dùng mình. Nơi này quá lạnh, cũng không ai quan tâm đến nàng. Từ nhỏ, nàng đã được nuông chiều, chưa bao giờ phải chịu cảnh khổ như thế này. Nhưng ở đây, ngay cả ngục tốt cũng không thèm để ý đến nàng. Hòa như Phi và Hứa Chi Hằng không bị giam cùng nơi với nàng, nàng không biết họ ở đâu và ban đầu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi ngục tốt bắt đầu bàn tán về sự kiện trên thiên tinh đài hôm nay, hòa tâm ảnh mới nhớ lại lời của Liễu Nhi nói trước khi nàng bị bắt, từ từ hiểu ra vấn đề. Chị gái đã mất của nàng mới chính là phi hùng tướng quân thực sự. Trong nhiều năm, Hòa Như Phi và Hòa Yến đã trao đổi thân phận với nhau. Khi Hòa Yến vào kinh, Hòa Như Phi mạo hiểm nhận công lao, và để trừ hậu hỏa, đã nhẫn tâm dìm chết Hòa Yến trong hồ nước nhà hứa ra. Không lạ gì, mỗi lần đi ngang qua hồ nước trong viện, nàng luôn cảm thấy toàn thân lạnh buốt không lạ gì hứa chi hằng luôn tìm kiếm di vật của hòa yến xung quanh viện tử mà nàng từng ở hứa chi hằng hắn cũng biết chuyện này sao hay hắn cũng là một trong những kẻ chủ mưu hòa tâm ảnh cảm thấy lạnh toát cả người tiêu hoài cần tướng quân phong vân là người đã tiết lộ chân tướng tại ngọc hoa tự trước đây mẹ nàng đã chủ động nói chuyện với tiêu hoài cần nghĩ đến hòa nhị phu nhân hòa tâm ảnh lại cảm thấy đau lòng hòa nhị phu nhân cũng biết chuyện này từ đầu đến cuối sao khi cha nàng đồng ý với yêu cầu của đại bá phụ chẳng lẽ ông không phản đối khi hòa như phi ra lệnh dìm chết hòa yến cha nàng đã biết nhưng không lên tiếng hay ông hoàn toàn không biết gì hòa tâm ảnh mong là trường hợp sau nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất có thể là trường hợp trước nàng bất lực tựa vào tường cảm thấy cuộc đời mình như một trò cười nghĩ rằng yêu cha mình nhưng ông lại vì lợi ích mà bỏ qua tình thân nghĩ rằng lấy được người chồng như ý, nhưng hắn lại là kẻ giáp tâm hại người. Nghĩ rằng đại ca có uy phong sẽ mang lại sự bảo hộ cho gia tộc, nhưng hắn lại chiếm đoạt công lao của người khác và giả mạo tên tuổi. Kết cục là gia đình tan nát, mẹ đã mất, chị gái đã sớm không còn, và nàng đơn độc nơi đây, lòng tràn đầy thê lương. Tội khi quân là từ tội, phải chém đầu, hòa tâm ảnh nhỏ giọng khóc thút thít, thôi, chết thì chết, vốn dĩ trên đời này nàng cũng không có gì để lưu luyến sau khi chết, xuống cửu tuyền có thể đoàn tụ cùng gia đình, không chừng lại là chuyện tốt. Đang suy nghĩ, đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng bước chân. Hòa tâm ảnh ngẩng đầu nhìn, thấy một ngục tốt cùng một nam tử lạ mặt đi tới. Hai người tiến đến trước cửa ngục của hòa tâm ảnh, ngục tốt mở cửa và nói với nàng. Hòa tiểu thư, mời đi. Hòa tâm ảnh giật mình nhẹ. Đi đâu, bệ hạ thương tiếc, nhớ công lao của phi hồng tướng quân trong việc bình định Tây Khương, dù oan uổng mà chết, Hòa Tiểu Thư là em ruột của phi hồng tướng quân nên bệ hạ đã tha một mạng. Chỉ là từ nay, Tiểu Thư bị giáng xuống làm dân thường. Bắt đầu từ hôm nay, Hòa Tiểu Thư không cần ở lại đây nữa. Hòa tâm ảnh sau một lúc lâu mới hiểu được ý của ngục tốt. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa và theo hai người kia ra khỏi nhà lao. Bên ngoài trời tối, áo nàng mỏng manh, đứng đó lẻ loi, đột nhiên được tự do nhưng lại không biết đi đâu. Hòa ra và hứa ra đều không còn ở đây, đất trời rộng lớn nhưng nàng không có nơi nào để trú thân. Hòa tâm ảnh cúi đầu cười khổ, lầm bẩm Ta còn có thể đi đâu bây giờ? Hòa tiểu thư. Một giọng nói vang lên sau lưng. Hòa tâm ảnh quay lại, thấy người đàn ông vừa cùng ngục tốt đến, có vẻ như là một vệ sĩ của gia đình kia, nói với nàng. Nếu hòa tiểu thư không có chỗ nào để đi, có thể tạm thời tìm một nơi ẩn náu. Ở đâu? Hòa tâm ảnh hỏi. Chị của tiểu thư từng học tại hiền Sương quán, nơi đó quán trưởng ngụy Huyền Trương từng có mối quan hệ thầy trò với chị Tiểu Thư. Khi biết sự thật, ông ấy rất đồng cảm với hoàn cảnh của chị Tiểu Thư. Nếu Hòa Tiểu Thư không có chỗ nào để đi, có thể tạm thời đến nhà ngụy Tiên Sinh. Ngụy Tiên Sinh đã sống nhiều năm ở học quán, trong nhà chỉ có phu nhân. Hòa tâm ảnh sướng sờ. Sau một lúc lâu, nàng mới tự diễu cười nói. Hóa ra chị đã chết rồi mà vẫn còn phù hộ ta. Mời công tử dẫn đường. Nàng nói, hiện tại cả hai gia đình đều gặp chuyện, không cần nghĩ cũng biết những người thân thích, bạn bè trước đây đều sợ liên lụy, tránh xa như tránh rắn rết, lúc này chẳng ai dám thu nhận. Nàng chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì, nhưng trước tiên cần tìm một chỗ nghỉ ngơi để hiểu rõ tình hình tang lễ. Thật sự là nàng không có nơi nào khác để đi. Hòa Tâm Ảnh được đưa ra ngoài, Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi trong mục không hề hay biết. Họ bị tạm giam riêng để tránh thông đồng lời khai. Hòa Như Phi không thấy Hứa Chi Hằng hứa chi hằng cũng không thấy hòa như phi nhưng điều này lại là tốt cho cả hai nếu họ bị nhốt chung có lẽ đã đánh nhau ngay lập tức hứa chi hằng hận hòa như phi vì liên lụy đến mình hòa như phi hận hứa chi hằng vì trên thiên tinh đài vừa xảy ra chuyện đã nhanh chóng đổ hết ô danh lên đầu hắn cuối cùng vì lợi ích mà kết minh quan hệ vốn đã mỏng manh như giấy chỉ cần một cơn gió thổi qua một chút mưa gặp phải không cần xé rách tự nó cũng đã thay đổi hoàn toàn Hòa Như Phi ngồi trong góc mục, dù đến lúc này vẫn không từ bỏ, vẫn đang tính toán kế hoạch chạy thoát. Người của Từ tướng chắc chắn sẽ không ngồi yên mà không quan tâm, đã phải cứu Từ Kính Phủ, có lẽ còn có thể kéo hắn theo. Khả năng xấu nhất là Từ Kính Phủ bỏ hắn để bảo vệ mình, nhưng hắn còn giữ chứng cứ Từ Kính Phủ thông đồng với địch phản quốc, Từ Kính Phủ muốn bỏ rơi hắn chỉ để lo cho mình, sao có thể được. Chuyện ở Thiên Tinh Đài thực sự ngoài dự liệu của hắn hắn không ngờ người phụ nữ tên Hòa Yến lại lợi hại như vậy, càng không ngờ tiêu giác trong tay có nhiều chứng cứ như vậy, từng bước một đẩy hắn đến đường cùng không thể rút lui. Hòa Yến, nghĩ đến người phụ nữ đó, ánh mắt Hòa như phi lóe lên một tia âm u. Người phụ nữ đó và em họ đã chết của hắn, cuối cùng có quan hệ gì? Hòa như phi không biết, hắn chưa từng thấy Hòa Yến oai hùng trên chiến trường, vì khi hắn trở về Sóc Kinh, Hòa Yến đã nhanh chóng trở lại vai trò con gái hắn chỉ nghe về mối quan hệ với phi hồng tướng quân qua lời kể chưa từng thấy tận mắt theo những gì hắn thấy hỏa yến đã chết em họ của hắn trông cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường chỉ kiên cường hơn một chút người khác nói phi hồng tướng quân thân thủ xuất sắc hắn không tin họ nói phi hồng tướng quân trên chiến trường lấy một trọi người hắn cũng không tin nguyên nhân không tin rất đơn giản vì hắn không làm được hắn không làm được thì hỏa yến là một phụ nữ càng không thể nào làm được. Cho đến trận đấu kiếm trên đài thiên tinh, hòa như phi nhắm mắt lại, trong lòng một cỗ khô khốc trào dâng. Nếu hỏa yến thật sự sống sót, có phải khi sử dụng kiếm, nàng sẽ có dáng vẻ này. Nhưng làm sao nàng có thể còn sống, nàng không thể nào còn sống. Trong lao ngục yên tĩnh, vang lên tiếng bước chân, hòa như phi bị giam ở một phòng gần nhất, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại trước cửa mục tốt mở cửa nhà lao hòa như phi ngừng đầu nhìn người vừa đến người thanh niên mặc áo đen liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng dường như keo kiệt đến nỗi không muốn lãng phí một giây trên người hắn hắn đứng đó hòa như phi ngồi tạo nên sự tranh lệch rõ ràng không biết tiêu đô đốc đến đây có việc gì hòa như phi cười lạnh không phải đến giết người diệt khẩu chứ không đợi tiêu giác trả lời hắn lại nói thật ra ta không hiểu tiêu đô đốc làm sao biết được chuyện này nếu như nói tần ma ma là do hứa chi hằng tiết lộ nhưng tiêu giác lại lập tức đoán ra nguyên do và đã sớm bắt đầu tìm kiếm chứng cứ hòa như phi dù bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu được dù sao chỉ riêng chuyện phi hồng tướng quân là một nữ nhân mà nói ra cũng đủ để người khác nghĩ hắn nói bậy vì sao tiêu giác lại biết hết lần này đến lần khác người thanh niên lạnh lùng nhìn hắn nhạt nhẽo nói ngươi nghĩ rằng ta làm sao biết ta không biết hòa như phi nhìn chằm chằm vào người trước mặt Đột nhiên cười. Hắn dựa vào tường, chậm rãi nói: "Nghe nói ngươi và em gái đã chết của ta từng học chung một nơi, để ta nghĩ xem, có lẽ ngươi và nàng sớm có tình cảm, ánh mắt của ngươi đối với ta như vậy, chẳng lẽ vì nàng mà ra mặt?" Hắn hừ một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo. "Chẳng lẽ trên đời thật có người thích em gái Ly Kinh bản đạo của ta, nàng có gì tốt, căn bản không giống nữ nhân." Lời chưa dứt, hắn chợt cảm thấy ngực đau nhói, bỗng nhiên bị đẩy ra ngoài, lưng đụng vào tường đá khiến hắn phun một ngụm máu tươi cú đá của tiêu giác không hề thu lực hòa như phi bị đạp nằm nửa ngày không thể thở nổi ngục tốt đã sớm biết chuyện lui ra bên ngoài làm như không thấy gì bên trong hơn nữa nếu từ kính phủ lật ngược tình thế triều đình cũng không có ai có thể ngăn cản tiêu giác hiện tại không ai dám đắc tội với vị đô đốc này hòa như phi lau máu ở khóe miệng nhìn tiêu giác và chậm rãi cười phong vân tướng quân đô đốc ngọc diện của đại ngụy uy vũ và khí khái hào hùng, chỉ cần đứng đây đã khiến người ta không thể rời mắt, không ai có thể cướp đi danh tiếng của hắn. Nếu không phải hỏa yến năm đó thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người, có lẽ cả đời hắn sẽ không gặp tiêu giác. Nhưng hết lần này đến lần khác, chuyện đó vẫn xảy ra. Sao các người đều tức giận như vậy? Hòa như phi cười nhạt. Mọi người đều bênh vực em gái của ta, còn ta thì sao? Giọng hắn đột nhiên cao lên. Còn ta, cuộc đời của ta đâu? không quan trọng sao phải hy sinh cả đời vì quyết định ngu xuẩn của nàng ta sao dựa vào cái gì ta cũng có việc muốn làm người nghĩ ta rất muốn làm tướng quân này sao ánh mắt hắn đỏ lên như dã thú điên cuồng muốn xé nát mọi thứ ai muốn làm tướng quân này ai muốn làm chứ từ khi biết chuyện hòa như phi đã không thể chịu đựng nổi trong hòa phủ hắn ở trang trại xa xôi biết mình sức khỏe yếu cũng biết chuyện mình và em họ trao đổi thân phận hắn không thể đi quá xa, luôn cần người bên cạnh, đôi khi vợ chồng Hòa Nguyên Thịnh lén đến thăm hắn, nhưng luôn vội vàng rời đi. Đại phu bảo rằng hắn không sống được bao lâu, nhưng không biết có phải vì mạng hắn cứng rắn mà mỗi năm đều qua được. Đến năm 16 tuổi, sức khỏe hắn hoàn toàn hồi phục, vốn tưởng có thể rời trang trải, trở lại hòa gia làm đại công tử, nhưng lại nghe tin hòa yến ra trận, hắn tạm thời không thể trở về. Hòa như phi bị ép tiếp tục ở lại trang trải hắn từng âm thầm cầu nguyện hòa yến đừng chết trên chiến trường không phải vì tình huynh muội sâu đậm hay tâm địa thiện lương mà vì hòa yến đang dùng thân phận của hắn nếu hòa yến chết trên chiến trường hắn đại công tử của hòa gia sẽ không thể trở về may thay hòa yến đã trở về trong nhiều năm ở trang trại hòa như phi không có nhiều tình cảm với hòa yến chưa nói đến thích hay hận cho đến ngày hắn trở về hòa gia hòa yến vừa mới hồi phủ không nhìn thấy hắn Bên ngoài binh mã vây quanh phó tướng trẻ tuổi, nàng mang mặt nạ, đứng trong ánh mặt trời, mạnh mẽ và thẳng thắn. Nàng đeo kiếm xinh đẹp và sắc bén, chiến mã mạnh mẽ và ngoan ngoãn, dù không thấy mặt nhưng ánh mắt sáng như sao. Trong lòng Hòa Như Phi đột nhiên sinh ra một tia oán hận. Đã nhiều năm, hắn sống cuộc sống vô danh tại trang trại, nghĩ rằng Hòa Yến cũng giống mình, nhưng khi nhìn thấy thực tế, hắn phát hiện hoàn toàn khác biệt. Nàng sử dụng thân phận của hắn, sống sung sướng như vậy, dựa vào cái gì? Nàng tự tiện quyết định vận mệnh của người khác, sau đó trao lại vận mệnh đã được sắp xếp tốt vào tay mình. Hòa như phi nội tâm rất phức tạp, một mặt hắn ghét tiếp nhận vận mệnh đã bị Hòa Yến lựa chọn, như là một võ tướng, nhưng mặt khác, khi hắn đứng ở kim loan điện, nhận ban thường từ đế vương, nhìn ánh mắt triều thần hâm mộ hoặc đố kỵ, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn. Nhưng sự thỏa mãn này lại là lúc hắn cảm thấy bị sỉ nhục, vì Hòa Như Phi rất rõ ràng, những lời khen ngợi và danh tiếng thuộc về hỏa yến không phải mình mỗi khi nghe người khác ca ngợi phi hồng tướng quân anh dũng trên chiến trường nội tâm hắn lại bị dày vò sự dày vò này cuối cùng sinh ra nôn nóng khiến hắn bất an dù hỏa yến xuất giá hắn vẫn không giải quyết được nỗi đau này giống như hắn trộm được một viên ngọc quý hắn đắc ý vì có được viên ngọc này tiếp nhận ánh mắt hâm mộ và khao khát của mọi người nhưng lại lo lắng một ngày nào đó bị phát hiện chủ nhân thật sự của viên ngọc không phải mình. Ác niệm càng ngày càng lớn, cho đến một ngày hắn nghĩ, nếu Hòa Yến chết rồi thì tốt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hòa Như Phi nhận ra mình bình tĩnh lại. Hắn tìm được cách giải quyết nỗi đau trong lòng, bẻ gãy cánh chỉ khiến Phi Hồng tướng quân không thể bay lên bầu trời, nhưng Phi Hồng vẫn là Phi Hồng. Tốt hơn là kéo con chim nhỏ từ trên trời xuống, nhấn chìm trong nước, chôn sâu trong đất, để không ai phát hiện dấu vết của nó cuối cùng hắn đã bình tĩnh lại nhưng tại sao sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu đã bị người khác nhanh chóng cắt ngang nói dối giọng thanh niên bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng ngươi rất muốn làm phi hồng tướng quân chỉ là không dám thừa nhận như bị phát hiện bí mật sâu trong lòng hòa như phi bỗng ngầm đầu ta không có ngươi có hòa như phi cắn răng ánh mắt của người đàn ông thanh thoát nhưng làm hắn chật vật không chỗ ẩn nấp hắn nắm chặt tay, định đứng lên. Ngươi nói cho ta biết, nàng có phải là Hòa Yến không? Nếu ta nói là... Thanh niên ánh mắt, ánh sáng từ đèn lao mục phản chiếu, vạch ra một đường ánh sáng lạnh lùng. Ngươi sẽ làm gì, ta không tin. Hòa như phi run lên, không biết là do hận hay sợ, hắn nói. Ngươi nói mỗi chữ, ta cũng không tin. Nhưng thực sự, hắn có chút tin, những sự trùng hợp khó hiểu, quen thuộc với địa hình hòa gia, các hốc tối trong thư phòng, hộp bí mật tinh xảo. Cùng tiếng, đài ca, trên đài thiên tinh, hai người bọn họ sinh ra cùng một đêm nhiều năm trước, vận mệnh bị ép, trùng hợp và sự ngẫu nhiên khiến họ cuốn lấy nhau, như hai dây leo giao thoa, cùng nhau hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn phải sống sót, phải nhổ bỏ dây leo bên cạnh, cái gọi là song sinh không mang đến sự tin tưởng và dựa dẫm, mà là sự phản bội và thù hận. Hỏa yên sống dưới ánh mặt trời, hắn phải sống trong bóng tối nếu hắn muốn đường hoàng đứng trước mặt người khác, phải nhổ tận gốc người đang ở dưới ánh mặt trời. Hắn đã làm rất tốt, hòa như phi cười đau khổ, giờ khắc này, nhất định sinh ra sự giải thoát không hiểu được. Hắn không biết mình ghen tị hay oán hận hỏa yến, nhưng lúc này nhận ra, thực sự hắn ghét cảm giác làm thế thân. Người khác nhìn ngươi, nhưng thực ra nhìn một người khác. Người khác nhớ đến ngươi, nhưng thực ra nhớ một người khác. Thật buồn cười, thật đáng buồn. Bóng dáng giết chết chủ nhân, nhưng bóng dáng vẫn là bóng dáng, hắn và Hòa Yến một đời, cuối cùng là hắn làm thế thân cho Hòa Yến, hay Hòa Yến làm thế thân cho hắn, không ai nói rõ được. Hắn rốt cuộc là Hòa Như Phi hay Hòa Yến, không ai có thể trả lời. Nếu từ đầu, hắn và Hòa Yến không trao đổi thân phận thì sao? Nếu từ đầu, hắn là đại công tử của Hòa gia, tự mình lựa chọn con đường muốn đi, bây giờ sẽ như thế nào? Hòa Như Phi dần dần cười lớn cười càng ngày càng lớn, cười đến cuối cùng lại cười ra nước mắt. Một đời bị đẩy, thân bất do so kỳ hướng về phía trước, có lẽ chỉ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mới có thể giải thoát, nhưng điều để lại cho. Hòa như phi, vẫn là một cái danh xấu. Tiêu hoài cẩn, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Ta coi nàng là hòa yến, người không tiếc bất cứ giá nào tìm ra ta, không phải vì ra mặt cho nàng sao. Người muốn mạng ta, được thôi, lấy đi. Hắn giang tay ra, như chấp nhận số phận cuối cùng, đây chỉ là ân oán giữa ta và nàng, liên quan gì đến ngươi? Tiêu giác tiến đến trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn hắn, đột nhiên đưa tay nắm cổ hắn, ngón tay thanh niên trắng nõn, như thể có thể sống sờ sờ bóp nát xương cốt hắn. Hòa như phi bị nghẹt thở, nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng nở nụ cười lạnh. Liên quan gì đến ta? Tiêu giác chậm rãi hỏi lại, hắn nhìn chằm chằm hòa như phi với đôi mắt đen kịt, như ẩn chứa bão tố, gần từng chữ lần đầu tiên trong đời ta tiêu giác cứu trở về một cô nương cuối cùng bị các ngươi nhấn chìm mà chết ngươi nói có liên quan gì đến ta hòa như phi liều mạng dẫy rụa nhưng tay kia càng ngày càng siết chặt ánh mắt hắn lật ngược chân đá loạn nỗi sợ hãi cực độ trào lên trong lòng hắn biết mình sắp chết dưới tay người này nhưng ngay sau đó bàn tay siết chặt cổ hắn đột nhiên buông ra hòa như phi ôm cổ ho sặc sụa ta không giết ngươi tiêu giác đứng dậy quay lưng về phía hắn lạnh lùng nói. Vì ngươi không đáng. Nói xong, hắn bỏ mặc hòa như phi đang ôm cổ thờ hồn hền, nhanh chân rời đi. Sáng sớm, hòa yến tỉnh dậy, bên ngoài tuyết đã ngừng. Thanh Mai gọi xích ô trong sân. Xích ô thị vệ, đừng thêm củi, lửa quá lớn thì thuốc sẽ không tốt. Xích ô lặng lẽ dùng tìm sắt gắp ra mấy cây củi. Dù sao lâm song hà cũng là nam tử, không tiện ở lại hòa gia, hơn nữa hòa gia cũng không có phòng chống cho hắn. Sáng nay, Thanh Mai tự sắc thuốc. Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy sáng sớm đã ra ngoài, Thanh Mai dùng quạt quạt lửa, từ trước đến nay hoạt bát nhưng giờ lại có chút một ngạt. Trước đây Hòa Yến cùng Phạm Thành cũng như vậy, sau khi trở về bệnh nặng, dù Hòa Tuy cũng mời đại phu, đại phu cũng kê thuốc, nhưng Hòa Yến uống hết bát này đến bát khác, thân thể không thấy khá hơn, ngược lại ngày càng kém. Khi đó Thanh Mai từng nghĩ Hòa Yến không qua khỏi, nhưng sau đó như có phép màu, nàng khỏe lại. Thanh Mai nghĩ có lẽ phu nhân trên trời con linh, giờ đây, hỏa yến lại bệnh, dù vị bạch ly thánh thủ lâm đại phu nói không đáng lo, Thanh Mai vẫn có chút lo lắng. Xích ô thấy nàng lo lắng, nghĩ nghĩ rồi an ủi. Không cần lo lắng, lâm công tử nói không có gì, hòa đại tiểu thư chắc chắn sẽ không sao. Không chỉ vậy, Thanh Mai thở dài, sáng sớm khi ta vào phòng thay đổi, thấy cô nương mơ màng khóc. Trước đây, cũng vậy, nếu không phải tổn thương tâm hồn, sao có thể như vậy? Hôm qua trên đài thiên tinh, cô nương không phải đã đấu kiếm với phi hồng tướng quân sao? Sao lại thế này, xích ô thị vệ, người có biết chuyện gì không? Xích ô lắc đầu, liên quan đến hỏa yến, có quá nhiều điểm đáng ngờ khó giải thích. Tuy nhiên, tiêu giác không cho họ điều tra, họ tự nhiên cũng không cố gắng thăm dò. Lão gia và thiếu gia hôm qua cũng rất lo lắng, thật hy vọng cô nương nhanh khỏe lại. Thanh Mai nói, hai người họ không cố gắng hạ giọng, hỏa yến có thính lực siêu phàm nghe rõ từng câu nói của họ nàng sướng sờ một lúc người phụ nữ trong giấc mơ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt trong phòng lò sửa cháy bừng bừng trên bàn để một chén sứ trắng nhỏ trong đó đầy mứt hoa quả mứt hoa quả đỏ rực ngọt ngào nàng chậm rãi đưa tay cầm lấy một miếng nhìn một lúc lâu rồi bỏ vào miệng vị ngọt lại làm miệng nàng thấy đắng chát thanh mai bưng thuốc đẩy cửa vào thấy hỏa yến tỉnh đầu tiên giật mình sau đó vui mừng cô nương tỉnh rồi, thân thể có chỗ nào không khỏe không? Không sao, vậy là tốt rồi. Thanh Mai đặt chén thuốc lên bàn, liếc nhìn chén mứt hoa quả, cười nói. Đây là tiêu đô đốc bảo nô tỳ để ở đây, nói lâm đại phu nấu thuốc đắng, cô nương uống xong thuốc, nhớ ngầm hai hạt này. Hỏa Yến cúi đầu cười. Được. Thanh Mai cảm thấy cô nương nhà mình có chút kỳ lạ, nhưng không nói ra được chỗ nào kỳ lạ, đành chuyển ghế ngồi trước giường, lại nhảy dặn dò Hòa Yến đừng để lạnh ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho phòng thêm phần ấm áp. Hỏa Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu, che giấu nước mắt trong mắt. Tất cả đã kết thúc. chương 240, chia lìa. Vụ án của tướng quân Phi Hùng đã gây chấn động khắp sóc kinh. Những binh sĩ và dân chúng từng được tướng quân Phi Hùng giúp đỡ đã tự nguyện kéo đến cung điện, đánh chống yêu cầu điều tra rõ ràng sự việc. Tướng quân Phi Hùng được binh sĩ và dân chúng kính trọng, khi chân tướng được phơi bày, hai hòa gia và hứa đã làm nhiều người phẫn nộ hoàng đế văn tuyên giao vụ án này cho đại lý tự chỉ trong vài ngày hòa nguyên lượng không chịu nổi tra tấn đã thú nhận sự thật quan binh khám xét hòa gia và tìm thấy nhiều bằng chứng liên quan đến hòa như phi và ô thác vụ án này làm rõ rằng hòa gia phạm nhiều tội như lừa dối triều đình nhận công lao giả và thông đồng với địch tất cả đều bị xử tử ngoại trừ hòa tâm ảnh em gái của tướng quân phi hồng thủ phạm chính hòa như phi bị kết án tội ác nghiêm trọng, bị xử tử hình bằng hình phạt lăng trì, róc thịt 120 đao, sau đó bêu đầu thị chúng. Về phía hứa ra, hứa chi hằng bị xử tử, nam đinh trong nhà bị đầy đi biệt xứ, nữ quyến không bị biến thành nô tỳ. Vụ án này được giải quyết nhanh chóng, khi biết kết quả, dân chúng vỗ tay khen ngợi, chỉ trích hòa và hứa ra bị trừng phạt đúng tội. Trước ngày bị tử hình, trong ngục, hứa chi hằng nhìn bữa ăn ôi thiêu trước mặt nhưng không chịu động đũa. Trước khi lên đường Hoàng Tuyền, các tử tù khác đều có rượu và đồ ăn, chỉ riêng hắn là không có gì. Ngay cả những cai ngục cũng cho rằng hứa chi hằng quá nhẫn tâm và vô tình. Những người từng nhận ân huệ từ tướng quân Phi Hùng rất đông, giờ đây dù chết vì hòa tướng quân, nhiều người vẫn không thương tiếc hứa chi hằng. Cai ngục chế diễu hắn. Hứa đại gia sao không ăn, qua hôm nay sẽ không còn cơ hội đâu, tôi khuyên hứa đại gia đừng kén chọn nữa. Nghe vậy, hứa chi hằng kích động, lao vào cửa nhà lao, nắm lấy lan can, nhìn ra ngoài và hét lên với cai ngục. Không, ta sẽ không chết, ta cho ngươi tiền, ngươi đi tìm người cứu ta, ta cho ngươi tiền, được. Cai ngục cười hì hì nhìn hắn. Hứa đại gia muốn tìm ai? Tìm ai? Hứa chi hằng bỗng nhiên sững sờ. Hòa gia đã sụp đổ, ngay cả hòa như phi cũng khó bảo toàn, những người từng thân thiết với họ giờ đây đã tránh xa để tránh rắc rối. Không ai có thể cứu hắn hứa chi hằng tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, không cam tâm mà lầm bầm. Tại sao, rõ ràng không phải ta giết người, rõ ràng ta không làm gì cả, ngươi thật sự không làm gì sao? Một giọng nói từ trong bóng tối vang lên, hứa chi hằng ngước mắt lên, thấy một người dần dần hiện ra trước mắt, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen. Ban đầu hắn vui mừng, tưởng có người đến cứu mình. Nhưng ngay sau đó niềm vui biến thành nỗi sợ khi người kia gỡ mũ áo choàng xuống và lộ ra khuôn mặt. Đó là Vũ An Hầu Hỏa Yến, Hứa Chi Hằng giật mình, lùi lại nhanh chóng, cho đến khi dựa vào tường, cảnh giác nói: "Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, cai ngục đã rời đi." Hỏa Yến nhìn về phía người đàn ông chật vật này, Hứa Chi Hằng trông có vẻ rất sợ nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như nhìn thấy ác quỷ từ địa ngục bước ra, đầy kinh hãi. Hỏa Yến chưa từng thấy Hứa Chi Hằng như thế này, dù là lúc 14 tuổi, khi hắn kéo nàng từ đống tuyết lên, cười và giúp nàng nhặt lại bọc quần áo, hay sau này khi nàng gà cho hắn, hắn luôn mỉm cười ấm áp nhưng khinh thường hứa đại gia, tất cả đều khác xa với người đàn ông dâu ria xồm xoàm và sợ hãi như chim sợ cành cong trước mắt. Ngay cả năm đó khi Hạ Uyển như dẫn người tới dìm chết nàng, hứa chi hằng cũng không xuất hiện. Nàng đã từng thấy hứa chi hằng khi hắn ở đỉnh cao, thấy được dáng vẻ oai phong của hắn, nhưng không ngờ rằng khi vào ngục, hứa chi hằng lại trở nên thế này. Hỏa Yến cảm thấy có chút thất vọng, như một tướng lãnh, nếu chết dưới tay đối thủ ngang tài còn không tiếc nuối nhưng nếu chết dưới tay kẻ yếu hơn nhiều khó tránh khỏi cảm giác thồn thức đừng sợ giọng nàng ôn hòa thậm chí có chút ý cười ta đến đây vì có vài chuyện muốn hỏi ngươi ánh mắt nữ tử sáng tỏ không hận ý và nụ cười này như mê hoặc hứa chi hằng hắn vẫn đứng yên nhìn chăm chăm hỏa yến do dự hồi lâu rồi hỏi ngươi muốn hỏi gì ngươi hỏa yến nở nụ cười Cuối cùng là khi nào ngươi biết rằng phu nhân ngươi, Hoa Yến, chính là tướng quân Phi Hồng? Chuyện này, Hoa Yến luôn nghĩ mãi mà không rõ. Khi nàng gả cho Hứa Chi Hằng, nàng nghĩ rằng hắn hoàn toàn không biết gì về mình, nàng đã bịa ra nhiều lý do để che giấu vết sẹo trên người và sự khác biệt của mình so với nữ tử bình thường. Đến khi nàng chết, mới từ miệng Hạ Uyển như biết được rằng Hứa Chi Hằng đã sớm biết. Những năm che giấu và ẩn núp đó, trong mắt Hứa Chi Hằng, có lẽ chỉ là trò cười nhưng hắn biết rõ từ khi nào sau khi nàng gả vào hứa ra hay trước đó hoặc là sớm hơn và tại sao hắn lại muốn cưới nàng hứa chi hằng né tranh ánh mắt nàng trong mắt lộ ra một tia cảnh giác ngươi tại sao phải hỏi chuyện này ngươi rốt cuộc là ai ta là người có thể cứu ngươi ra ngoài hỏa yến nói khẽ ánh mắt hứa chi hằng sáng lên cứu ta ra ngoài hắn tiến lên vài bước nhưng vẫn sợ hỏa yến cách hàng rào nhà tù nhìn nàng vội vàng hỏi ngươi thật có thể cứu ta ra ngoài. Hỏa Yến mỉm cười gật đầu, hắn do dự trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. Ta đã sớm biết. Hứa Chi Hằng biết rõ Hỏa Yến là tướng quân Phi Hùng, thật ra là ngay sau khi Phi Hùng tướng quân vừa hồi kinh không lâu. Khi đó hắn chưa phải là Hàn Lâm học sĩ, mặc dù hứa ra là gia đình thư hương, nhưng chức Hàn Lâm học sĩ không phải là điều hắn có thể đạt được ở tuổi này. Trong văn thần hiện nay, phần lớn đều là môn sinh của từ kính phủ, đôi khi leo lên được, tài hoa lại là thứ yếu, nếu không có người nâng đỡ, có khi cả đời cũng không ra nổi. Không lâu sau, hắn có danh xưng thần đồng, tuổi tác ngày một lớn, mọi người tôn sùng hắn qua mức, hắn cũng tự đánh giá mình rất cao, như tự nhốt mình vào một cái lồng, bất giác khiến mình càng buồn chán. Đường hoạn lộ tạm thời gặp trở ngại, khiến hứa chi hằng trong lòng xa suốt tinh thần. Hứa phu nhân thấy hắn buồn bã, nghĩ rằng với tuổi tác của hắn, nên tìm một mối hôn sự. Hứa phu nhân là người khôn khéo, sau khi lựa chọn kỹ lưỡng đã chọn được nhị tiểu thư của hòa gia đường muội của tướng quân phi hùng mới được phong nhị tiểu thư này khi còn bé có sức khỏe không tốt sớm được gia đình đưa đến trang trại để dưỡng bệnh và mới trở về không lâu hứa phu nhân tính toán rất tốt kết thông gia với gia đình mới nổi này của triều đình sẽ có lợi cho con đường hoạn lộ của hứa chi hằng mà không có hại nhưng lúc đó hứa chi hằng thật ra không phải là lựa chọn tốt nhất của hòa gia trong kinh thành những người tài giỏi ở độ tuổi này rất nhiều và nhị tiểu thư hòa gia nhờ vào mối quan hệ với đại công tử hòa gia mà trở thành đối tượng được nhiều người săn đón hòa gia gửi tiếp mời hứa phu nhân liền mang theo hứa chi hằng cùng đi nói là làm khách thực ra là xem mắt lần đầu tiên hắn đến hòa gia tình cờ bị gã sai vặt làm đổ nước trà lên người nên vào phòng tối bên trong để thay y phục không ngờ vừa vào không lâu chưa kịp ra đã có người tiến đến hứa chi hằng tiến không được lùi cũng không xong, người đến là hai người, dường như không phát hiện hắn ở phía sau. Có người mở miệng nói chuyện, giọng nữ trong sáng êm tai. Đại ca, mẫu, đại bá mẫu đây là đang làm gì, lại mời những công tử này vào nhà. Nhiều công tử như vậy, chẳng lẽ không có người nào ngươi để ý sao? Trả lời nàng là giọng nam, hứa chi hằng ngay lập tức nhận ra, người nói chuyện bên ngoài chính là nhị tiểu thư hòa gia và đại ca nàng, hòa như phi hắn lẽ ra nên lập tức đứng ra xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao, hắn không chỉ không động đậy mà còn cố gắng nín thở, tự bảo mình giấu kỹ hơn. Nghĩ lại, ý nghĩa sâu xa của số phận đã bắt đầu hiện ra từ thời khắc ấy. Hứa Chi Hằng đã nghe được một bí mật. Đại ca, các người gấp gáp gả ta đi như vậy, chẳng lẽ vì sợ ta tiết lộ chuyện chúng ta đổi thân phận, rằng ta mới là tướng quân Phi Hồng? Nữ tử nói. Ta đã nói rồi, ta sẽ không nói, ta đã giấu nhiều năm như vậy, thì sẽ tiếp tục giấu. Không phải như vậy. Giọng nam mang theo chút không kiên nhẫn. Tuổi này rồi, nữ tử bình thường cũng nên xuất giá. Hòa Yến, ngươi chỉ là đang trải qua cuộc sống mà ngươi nên trải qua. Sau tấm bình phong, hứa chi hằng kinh hãi che miệng lại. Hắn nghe được cái gì, đổi thân phận gì, Hòa Yến mới là tướng quân phi hồng. Hắn mạnh mẽ véo vào cánh tay mình, cảm giác đau nhói nhắc nhở hắn rằng đây không phải là một giấc mơ những gì hai anh em kia gãi vã, hứa chi hằng không nghe lọt tai. Chỉ khi họ rời đi, hứa chi hằng mới từ từ đứng thẳng lên, nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín. Hắn không ngu muội, thậm chí rất thông minh, vài câu nói đã giúp hắn suy ra chân tướng. Hắn kinh ngạc trước sự táo bạo của hòa gia và thủ đoạn xuất sắc của hòa yến, nhưng điều quan trọng hơn là hắn nhận ra đây là một cơ hội. Một món quà mà số phận tặng cho hắn, thế là hắn chỉnh lại quần áo, trở lại bàn tiệc, nhìn nhị tiểu thư hòa ra đến chậm, và nở nụ cười ôn tồn lễ độ. Hứa chi hằng đã tìm gặp hòa như phi, hòa như phi nhìn hắn, vẻ mặt khó đoán. Hứa đại gia muốn cưới muội muội ta. Hứa chi hằng cười nói. Đúng vậy, việc này cần phải bàn với trưởng bối. Hòa như phi nói. Ta không thể tự quyết định, cũng phải xem ý của xá muội. Nói rồi, hắn xoay người định đi. Hứa chi hằng từ tốn nói. Lệnh muội là nữ anh hùng, không thua kém nam tử, tại hạ ngưỡng mộ trong lòng, mong hòa tướng quân giúp người hoàn thành ước nguyện. Ngươi nói gì? Hòa như phi quay phát lại nhìn hắn, mắt đầy sát khí. Tài hạ trước khi đến đây đã viết một bức thư giao cho người bạn, nếu có bất chắc, bức thư sẽ được truyền khắp sóc kinh. Hứa chi hằng mỉm cười nói. Mong hòa tướng quân thành toàn. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, tình thế bắt buộc, cứ như vậy, hứa chi hằng cưới hỏa yến làm vợ. Trước khi cưới không lâu, hắn được phong làm hàn lâm học sĩ, coi như của hồi môn mà hòa tướng quân tặng cho muội muội cầu phú quý trong nguy hiểm hứa chi hằng hiểu rõ biết càng nhiều bí mật chết càng nhanh nhưng hắn không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình vì hắn luôn biết dừng lại đúng lúc hắn là văn thần không phải võ tướng hòa như phi có thể giúp hắn nhiều nhất là làm hàn lâm học sĩ sau này đường hắn còn tự mình đi cưới hòa yến cưới con gái của hòa tướng quân đem lại cho hắn nhiều lợi ích hòa gia cũng cần phải yên tâm dù sao so với việc gả hòa nhị tiểu thư cho người khác có khả năng phát hiện bí mật, thì gả cho người có chuyện cần đến hòa ra vẫn tốt hơn. Vậy nên, Hỏa Yến nhìn hứa chi hằng trước mặt, chậm rãi nói. nguy từ khi cầu hôn hòa nhị tiểu thư, đã bắt đầu lợi dụng nàng. Lợi dụng, hứa chi hằng lắc đầu. Không, không phải lợi dụng, dù không có ta, nàng cũng phải lập gia đình. Từ đầu đến cuối, người muốn lấy mạng nàng không phải ta, ta không làm gì cả hứa chi hằng đã có chút không nhớ nổi khuôn mặt của hòa yến lúc trước mặc dù hắn cưới hòa yến nhưng trong lòng vẫn có chút ghét bỏ từ nhỏ hắn học lễ nghi quy cổ khiến hắn không thích những nữ nhân như hòa yến hắn thích những người dịu dàng ngoan ngoãn kiều mị như hạ huyền như còn hòa yến nàng tùy tiện dù cố gắng đóng vai tiểu thư khuê các nhưng vẫn không giấu được sự vụng về nàng không biết cầm kỳ thư hỏa không thể làm hắn tự hào cũng không học được cách uyển truyền hầu hạ trên da còn có những vết sẹo đáng sợ. Đôi khi nhìn Hỏa Yến, hắn nghĩ đến việc nàng từng sống trong quân doanh cùng nam tử khác, thực sự không thể chịu nổi. Dù hắn nguyện làm một hảo phu quân, nhưng nhiều lúc hắn không thể khống chế được sự ghét bỏ trong lòng. May mắn thay, cuộc sống này nhanh chóng kết thúc, Hỏa gia đưa tới một bát thuốc, sau khi Hỏa Yến uống xong thì bị mù. Thực ra, lúc đó Hứa Chi Hằng ngồi trong phòng bên cạnh, nhìn Hỏa Yến uống chén thuốc đó, hắn từng có chút đồng cảm hòa ra hành động lần này quá vô tình. Hướng hồ, một chủ mẫu bị mù, khi ra ngoài người khác sẽ nói gì về hắn. May mà, hòa yến rất ngoan, không kêu la, dù bị mù, cũng không khóc lóc, nhiều lúc chỉ ngồi trầm mặc ngẩn người. Nghe nói trước khi xuất giá, Hỏa Yến từng nuôi một con chó câm điếc, đôi khi hứa chi hằng cảm thấy, Hỏa Yến rất giống con chó câm điếc đó. Không ai để ý, lặng lẽ sống sót, nếu cứ như vậy, thì cũng thôi đi nhưng nàng hết lần này đến lần khác quá cố gắng đến mức dù bị mù vẫn khiến hòa gia cảm thấy bị đe dọa thế là nàng chết dưới tay hạ uyển như chết trong hồ nước của hứa gia ta không lợi dụng hòa yến hắn cố gắng giải thích ta bảo vệ nàng là hòa như phi sai là hòa gia sai hòa yến nhìn chăm chăm hứa chi hằng hỏi ngoài lần ở hòa gia ngươi còn gặp nhị tiểu thư hòa gia nữa không hứa chi hằng sững sờ vô thức lắc đầu không có không có lần đầu tiên ta thấy nhị tiểu thư hòa gia là tại hòa phủ hắn đã quên đây là điều đã dự đoán trước hòa yến phát hiện rằng bây giờ khi đối mặt với hứa chi hằng nàng đã rất bình tĩnh có lẽ năm đó khi đối mặt với hứa chi hằng nàng luôn nghĩ rằng mình đang đối mặt với thiếu niên thanh y gặp ở bãi săn nhưng thực ra có lẽ từ đầu họ đã là hai người khác biệt đối với hứa chi hằng hòa yến chỉ là một món hàng trao đổi dựa trên lợi ích quan trọng là thân phận này không phải tên, càng không phải là con người. Chỉ cần có thể giúp hắn lên làm hàn lâm học sĩ, hòa yến hay hòa tâm ảnh cũng không khác nhau. Một cái mảng, cũng chỉ là một chức quan mà thôi. Nàng chậm rãi đứng dậy, hứa chi hằng nhìn động tác của nàng, cuối cùng không để ý đến mọi thứ, nắm lấy hàng rào, hỏi. Ta đã nói rồi, bây giờ ngươi có thể cứu ta ra không? Ánh mắt hắn đầy khát vọng, giống hệt như năm đó khi biết được bí mật của hòa gia, muốn dùng bí mật đó để thêm ánh sáng cho hoạn lộ của mình hỏa yến hơi xoay người nhìn hắn ta lừa ngươi hứa chi hằng sững sờ ta không làm gì cả chỉ là lừa ngươi thôi ánh mắt nàng cong cong ngươi cũng từng lừa ta thế là công bằng nói xong nàng đứng thẳng dậy và rời đi tiếng gọi phẫn nộ của hứa chi hằng vang lên sau lưng nhưng hỏa yến coi như không nghe thấy nàng từng bước rời khỏi giống như từng bước rời khỏi quá khứ của cuộc đời mình từ nay về sau, Vũ An Hầu, Hỏa Yến và nhị tiểu thư Hòa gia không còn liên quan gì đến nhau. Vấn đề cuối cùng liên quan đến kiếp trước cũng đã được giải đáp, nhưng Hỏa Yến lúc này cũng không cảm thấy gì nhiều. Giống như những người và những việc này, không còn làm trái tim nàng dao động. Chỉ là, trong lòng trống rỗng, bên ngoài cửa chính của nhà ngục, có một người đứng đó, đưa lưng về phía nàng, dáng người thẳng tắp như thanh kiếm bên hông, nghiêng đầu nhìn tuyết chất đống dưới mái hiên, lộ ra hình dáng xinh đẹp. Hỏa Yến đứng tại chỗ nhìn bóng lưng này, bất giác, lòng nàng dần được lấp đầy, như bước chân trên mảnh đất hư vô cuối cùng tìm thấy cảm giác thực sự. Người lữ khách lạc đường, cuối cùng trong vô định tìm thấy chút ánh sáng. Hỏa Yến bước tới, khẽ gọi. Tiêu giác. Hắn quay đầu lại, nhìn Hỏa Yến một thoáng, hỏi. Nói xong chưa? Hỏa Yến khẽ gật đầu. Ngày mai là ngày hành hình, giữa nàng và Hòa Như Phi, giữa nàng và Phu Thê Hòa Nguyên Thịnh, không còn gì để nói nhiều nhưng liên quan đến hứa chi hằng, nàng vẫn muốn biết rõ, hắn rốt cuộc phát hiện thân phận của nàng từ khi nào. Thế là nàng van xin tiêu giác đưa nàng đến đây, gặp hứa chi hằng lần cuối. Sao nói lâu vậy? Tiêu giác nhíu mày. Lâu lắm sao? Hỏa Yến ngạc nhiên nói. Ta cảm thấy không bao lâu mà, thế này đã rất tỉnh táo rồi. Nhìn thấy sắc mặt của tiêu giác, Hỏa Yến lập tức ngậm miệng, im lặng một lát, rồi lặng lẽ kéo tay áo tiêu giác. Ngươi lại tức giận, có gì để nói với loại người này? Tiêu giác quay người đi lên phía trước, Hòa Yến đuổi theo. Thật ra không có gì để nói nhiều, nhưng ta nghĩ mãi, cảm thấy cứ như vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Nên ta nói ta là lệ quỷ trở về báo thù, dọa hắn gần chết, có phải ta rất lợi hại không? Nàng bịa chuyện một cách tự nhiên. Đừng nên lừa người, ta không lừa ngươi, là thật, ngươi nên thấy vẻ mặt của hắn khi bị ta dọa. Nữ hài tử ở bên cạnh líu lo không ngừng, vẻ ủ rột ban đầu đã biến mất hắn nhìn thấy khóe miệng nhếch lên cố ý không để ý đến nàng để nàng tự do nói chuyện khắp nơi tiêu giác ngươi đồng chút lại tức giận thói quen này không tốt cần thay đổi ta không tức giận ngươi không tức giận chỉ là không vui thôi tiêu giác tiêu giác gì vậy nàng nắm góc tay áo hắn không có gì phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn